Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đến với kênh Nóc Nhà Review. Mới đây Son Ye-jin và Hyun Bin đã kết hôn với nhau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ review lại tác phẩm ngọt ngào của cả hai mang tên Hạ Cánh Nơi Anh. Chúng ta hãy cùng nhau ăn cơm chó nào. Nữ chính tên Yoon Se-ji, tuy còn rất trẻ nhưng cô đã làm chủ công ty mang thương hiệu riêng. Se-ji rất giỏi sử dụng scandal để tiếp thị cho sản phẩm của công ty cô. Chẳng hạn như, khi Se-ji hẹn hò với một ngôi sao hạng A, cô sẽ cố tình để cánh paparazzi chụp ảnh. Thứ nổi bật nhất trong bức ảnh lại chính là bộ nữ trang Se-ji đeo trên người. Sau khi tin tức được tung ra, bộ nữ trang cô đeo bán rất chạy, doanh số bán hàng của công ty cũng tăng vọt, giá cổ phiếu cũng không ngừng tăng. Ngoài ra Se-ji cũng là một tiểu như con nhà danh giá chính hiệu, nhưng Se-ji không hề quan tâm tới công ty của bố. Từ nhỏ cô đã độc lập kinh tế không phụ thuộc vào gia đình, sau đó cô làm việc chăm chỉ xây dựng thương hiệu riêng cho riêng mình. Hai thằng anh bất tài của Se-ji lúc nào cũng đố kỵ với cô, cả hai đều muốn được thừa kế khối tài sản kếch xù của bố. Nhưng chủ tịch Yoon Jung Pyeong đã nói rõ rằng ông sẽ để lại công ty cho Se-ji. Se-ji chấp nhận đề nghị của bố, nhưng bởi vì công ty của cô đang mở rộng quy mô, vì vậy cô đã xin bố cho cô thêm thời gian. Nói xong Se-ji quay người rời đi. Ngoài mặt Se-ji tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng cô cực kỳ phấn khích. Trước ngày Se-ji nhận quyền thừa kế tài sản của bố, cô đã đích thân thử nghiệm dù lượn, một sản phẩm mới của công ty cô. Mặc dù thư ký đã cảnh báo thời tiết ngày hôm đó không thích hợp để nhảy dù, nhưng Se-ji nhất quyết muốn được bay trên bầu trời. Se-ji đang bay cao trên bầu trời, phía sau cô có một nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Đúng lúc này một trận cuồng phong thổi qua, trận cuồng phong thổi cô càng ngày càng cao. Trong lúc hoảng loạn, Se-ji bỗng nhìn thấy một chiếc xe lơ lửng trong không trung. Hóa ra phía trước có một cơn lốc. Điều này rất đúng với câu nói tình yêu đến nhanh như một cơn lốc. Se-ji sợ hãi hét lên, sau đó cô bị hút vào cơn lốc. Sau khi tỉnh dậy, Se-ji phát hiện cô đang bị treo lơ lửng trên một cành cây. Cô sợ hãi nhìn ngó xung quanh. Sau đó Se-ji phát hiện bản thân đã bị thổi tới một nơi hoang vắng. Cô vội hét vào bộ đàm để gọi nhân viên tới cứu trợ, nhưng bộ đàm không có tín hiệu. Vì vậy Se-ji đành hét lớn để cầu cứu xung quanh. Lúc này Jong Hyuk đang đi tuần tra trong rừng bỗng nghe thấy tiếng hét của Se-ji. Anh là đại đội trưởng một doanh trại nằm gần biên giới Triều Tiên. Jong Hyuk lần theo âm thanh đi tới dưới gốc cây. Se-ji cũng đã nhìn thấy Jong Hyuk. Thấy có người tới cứu, Se-ji vui mừng phát điên. Nhưng khi nhìn rõ logo trên mũ của đối phương, Se-ji mới phát hiện đối phương là chú bộ đội Triều Tiên. Jong Hyuk giơ súng ra hiệu cho Se-ji nhảy từ trên cây xuống. Se-ji lập tức cởi áo bảo hộ và nhảy từ trên cây xuống theo yêu cầu của Jong Hyuk. Khi nhảy xuống, Se-ji không cẩn thận ngã vào vòng tay của Jong Hyuk. Se-ji nói rõ với Jong Hyuk rằng cô là người Hàn Quốc. Bởi vì bị cuốn vào một cơn lốc trong lúc nhảy dù nên cô mới lạc tới đây. Nhưng Jong Hyuk vẫn kiên quyết đưa Se-ji về tổ chức để điều tra. Se-ji sợ đối phương hiểu nhầm cô có mưu đồ bất chính, sau đó sẽ ép cung cô. Vì vậy Se-ji liền co giò bỏ chạy. Se-ji cố gắng chạy thoát khỏi khu rừng. Jong Hyuk dẫn theo một nhóm người cật lực đuổi theo phía sau. Lúc này Se-ji chạy một mạch tới bãi mìn. Kỳ lạ thay, cô chạy xuyên qua bãi mìn mà không hề hấn gì. Nhưng những chú bộ đội phía sau Se-ji không dám liều như vậy. Họ chọn cách chạy vòng qua bãi mìn tiếp tục đuổi theo Se-ji. Sau đó Se-ji chạy tới hàng rào thép gai. Se-ji cứ ngỡ bản thân đã chạy về tới Hàn Quốc. Hơn nữa truy binh ở phía sau đã nổ súng đe dọa cô. Se-ji không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy qua hàng rào thép gai. Jong Hyuk thật sự rất bất lực khi nhìn thấy cảnh này. Anh chỉ còn cách gọi cấp dưới đang canh giữ chòi gác phát loa yêu cầu Se-ji quay lại. Nhưng binh sĩ ở trạm gác đang nhập tâm xem bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng Bản Tình Ca Mùa Đông. Anh căn bản không hề nhìn thấy Se-ji. Se-ji kích động chạy tới một bãi lau sậy. Chú lính nhỏ đáng lẽ đang phải làm nhiệm vụ lại trốn ra một góc đọc thư mẹ gửi tới. Cậu căn bản không chú ý tới Se-ji đang bỏ chạy thục mạng. Sau khi chạy vào rừng, Se-ji đã bị thương. Cuối cùng Se-ji cũng chạy chậm lại do mất phương hướng. Cô bắt đầu đánh dấu dọc đường để tìm lối thoát. Jong Hyuk dẫn theo các đội viên tiếp tục tìm kiếm tung tích của Se-ji. Nếu như có người của bộ phận an ninh phát hiện sự tồn tại của Se-ji, hậu quả không thể lường trước được. Tất cả mọi người đều sẽ bị trừng phạt. Lúc này các đội viên trong nhóm phát hiện quần áo Se-ji bỏ lại. Cả đội tìm kiếm dọc đường đi. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy ký hiệu Se-ji dùng để đánh dấu đường trên cây. Se-ji chạy cả ngày trời cuối cùng cũng chạy đến một ngôi làng nhỏ. Người trong làng gọi nhau là đồng chí. Hơn nữa ở đây cắt điện theo đúng giờ quy định. Còn các em học sinh tiểu học thì hành quân tới trường. Trên cổng làng còn treo dòng chữ thiên đường của nhân dân to đùng. Đúng lúc này xe của Man Seok ở cục an ninh đi ngang qua. Khi Se-ji sắp bị lộ thì Jong Hyuk đã tìm thấy cô. Anh vội kéo cô vào trong một ngôi nhà nhỏ gần đó. Lúc này đèn đường phát sáng để Se-ji mặt mũi nhem nhuốc nhìn rõ vẻ đẹp trai của Jong Hyuk. Se-ji rất vui khi bỗng dưng quen biết một anh chàng đẹp trai như vậy. Nhìn Jong Hyuk tức giận trước mặt, Se-ji liền bày vẻ mặt đáng yêu giả vờ như cô rất phấn khích khi gặp lại Jong Hyuk. Cuối cùng cô nhờ anh giúp cô rời khỏi nơi này, bởi vì chỉ có anh mới có thể giúp cô. Còn Jong Hyuk thì đang suy nghĩ làm cách nào để đưa cô gái này rời khỏi đây mà không bị người khác phát hiện. Jong Hyuk biết rõ theo quy định của quốc gia anh cần phải giết chết Se-ji, nhưng anh lại do dự không nỡ xuống tay. Se-ji lại hiểu lầm rằng Jong Hyuk đã bị cô mê hoặc. Sau đó cô đề nghị tới nhà Jong Hyuk ăn tối. Jong Hyuk hiếu khách nấu cho Se-ji một bát mì, nhưng Se-ji kêu Jong Hyuk ăn thử trước một miếng, đề phòng anh bỏ độc vào trong bát mì của cô. Se-ji giải thích cô là một người nổi tiếng ở Hàn Quốc, xuất thân là con gái của một nhà tài phiệt. Nhưng ở đây không có Internet, cho nên Jong Hyuk cũng không thể biết Se-ji đang nói thật hay bốc phét.
Seji hứa khi cô về nước cô sẽ cho Jong Hyuk rất nhiều lợi ích, nhưng Jong Hyuk không bị cám dỗ trước những thứ xa hoa đó. Lúc này các binh sĩ trong đội cũng tới nhà của Jong Hyuk, họ đều rất kinh ngạc khi thấy Seji ở trong nhà. Sau đó mọi người cùng nhau ngồi lại một chỗ để thảo luận. Bio Chi-su cho rằng Seji chính là gián điệp của Hàn Quốc. Anh cảm thấy Seji rất nguy hiểm, vì vậy họ cần xử lý cô càng sớm càng tốt. Seji cũng không chịu thua miếng nào. Cô biết rõ nếu việc cô xuất hiện ở đây bị người khác phát hiện thì những chú bộ đội tự ý rời khỏi vị trí canh gác đang ngồi ở đây cũng sẽ bị phạt. Mọi người nên suy nghĩ cho lợi ích chung. Seji muốn quay lại nơi cô đã bị cơn lốc cuốn tới, nhưng đây rõ ràng là điều không thể, bởi vì giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có một mạng lưới điện cao áp. Hơn nữa tiểu đội của Jong Hyuk đã bàn giao lại công việc canh gác biên giới cho một tiểu đội khác, vì vậy bọn họ không thể vào rừng trong vài tháng tới. Seji hối thúc Jong Hyuk nghĩ cách xử lý. Bây giờ tất cả mọi người phải đồng lòng như một. Nếu Seji bị cục an ninh bắt gặp, tới lúc đó tất cả mọi người đều sẽ bị trừng trị. Cô không muốn bản thân liên lụy tới tất cả mọi người. Lúc này đồng chí Jomeok đề nghị anh có thể nhờ chú của anh giúp đỡ. Chú anh có thể lén đưa Seji vượt biên. Seji cảm thấy đây là biện pháp có khả năng cao nhất, nhưng cần phải đợi 3 ngày nữa. Nếu như vậy Seji rất có khả năng sẽ bị lỡ cuộc họp hội đồng quản trị. Nhưng để có thể trốn thoát cô chỉ đành tạm thời nhẫn nại. Lúc này Jong Hyuk cũng lên tiếng đưa ra một số yêu cầu bắt buộc cho Seji. Trong 3 ngày sinh sống ở đây Seji không được phép ra ngoài, không thể nói chuyện với những đội viên khác. Hơn nữa cô tuyệt đối không được nhắc tới hai chữ Hàn Quốc. Seji cũng mạnh dạn đưa ra yêu cầu ăn thịt 2 bữa một ngày. Không lâu sau Jong Hyuk phải quay trở về đơn vị. Anh cũng chỉ cho Seji cách sử dụng điện thoại cố định để liên lạc với anh trong trường hợp khẩn cấp. Seji chắc chắn cô sẽ không làm phiền Jong Hyuk khi anh làm việc. Nhưng thực tế là chỉ hỏi cách tắm thôi mà Seji đã gọi cho Jong Hyuk nờ cuộc. Cô còn đòi hỏi những vật phẩm vô lý như bồn tắm, sữa tắm và nến thơm. Chắc hẳn Seji đã quên bản thân cô đang ở Triều Tiên chứ không phải Hàn Quốc. Jong Hyuk tức giận trực tiếp cúp điện thoại. Seji đành phải dùng cách nguyên thủy nhất để lấy nước, sau đó cô dùng vải quay lại thành bồn tắm, cuối cùng cũng có thể thoải mái tắm rửa. Seji vừa tắm xong thì đột nhiên mất điện, những nhà khác đều đã chuẩn bị trước, tất cả đều thắp đèn dầu hoặc nến, chỉ có Seji không biết phải làm sao. Cô liền gọi điện cho Jong Hyuk nhưng không ai nghe máy. Đúng lúc này có người cầm đèn pin tiến vào cổng. Cô lo lắng cầm bình hoa lên chuẩn bị tấn công kẻ trộm, nhưng người bước vào phòng lại là Jong Hyuk. Jong Hyuk mang về cho cô một cây nến để cô dùng trong lúc tắm, nhưng đó không phải loại nến thơm mà cô yêu cầu. Seji bỗng suy sụp tinh thần bật khóc nức nở. Vài ngày trước cô còn vẫn đang ở Hàn Quốc sống một cuộc sống thượng lưu, vậy mà giờ đây cô lại đang ở Triều Tiên xa xôi đứng trước mặt một người đàn ông xa lạ khóc nức nở. Jong Hyuk dập tắt ngọn nến để Seji được khóc thoải mái, sau đó anh nhẹ nhàng an ủi cô, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi. Sau đó Jong Hyuk nói với Seji rằng anh phải tới Bình Nhưỡng công tác, vì vậy anh không thể tiễn Seji về nước được, nhưng các thành viên trong tiểu đội của anh sẽ giúp cô quay về Hàn Quốc. Lúc này Seji mới hỏi danh tính của Jong Hyuk, nhưng Jong Hyuk không nói cho cô biết. Anh chỉ dặn dò khi Seji về nước cô hãy quên sạch mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Sau khi Jong Hyuk đi, Seji quay trở về phòng thắp ngọn nến anh vừa mua cho cô. Sau đó cô kiểm kê lại đống đồ dùng cá nhân Jong Hyuk đã mua cho cô. Hóa ra đây đều là hàng lậu mà Jong Hyuk đã mua ở chỗ người bán hàng rong. Trong túi còn có cồn iốt. Seji vô cùng cảm động trước sự ấm áp của Jong Hyuk. Sau khi Jong Hyuk đến Bình Nhưỡng, các thành viên trong tiểu đội lúc nào cũng ở bên cạnh Seji. Jomeok thường thảo luận về cốt truyện phim Hàn Quốc. Bio Chi-su vẫn cứ thích cãi nhau với Seji như cũ. Anh còn nói to tiểu đội anh cần phải chôn sống Seji để phòng nguy hiểm. Ban đêm trong làng có một cuộc kiểm tra định kỳ. Lúc này Cheon Kang vô tình phát hiện đèn trong nhà Jong Hyuk vẫn đang sáng đèn. Man Seok cảm thấy rất hoang mang, chẳng phải Jong Hyuk đang ở Bình Nhưỡng hay sao? Cheon Kang liền ra lệnh cho cấp dưới phá khóa cổng nhà Jong Hyuk. Sau đó mọi người xông vào nhà Jong Hyuk khám xét. Khi lục soát tới hầm lương thực, bọn họ bắt gặp Seji đang trốn ở đây. Đúng lúc này Jong Hyuk kịp thời quay về. Anh tức giận hỏi Cheon Kang vì sao lại đối xử với vợ sắp cưới của anh như vậy. Mặc dù Jong Hyuk đã nói Seji là vị hôn thê của anh, nhưng Cheon Kang vẫn muốn xác minh danh tính của Seji. Anh yêu cầu Seji xuất trình căn cước công dân và thẻ thông hành. Jong Hyuk thẳng thừng nói Seji là người của đại đội 11 một đội tình báo của Triều Tiên ở Hàn Quốc. Nói cách khác cô chính là gián điệp được Trung ương Đảng quản lý. Đã diễn là diễn đến cùng. Seji giả làm một cô vợ nhỏ dựa vào vai Jong Hyuk làm nũng. Sau khi tất cả mọi người giải tán, Jong Hyuk liền đẩy đầu của Seji ra. Anh giải thích bản thân anh bất đắc dĩ mới phải nói dối như vậy. Dù sao hai ngày nữa Seji cũng sẽ rời khỏi đây. Những người phụ nữ trong thôn sau khi biết tin Seji là vợ sắp cưới của Jong Hyuk đã vội chạy tới hóng hớt. Mấy người phụ nữ còn bàn tán sau lưng Jong Hyuk rằng họ có cảm giác Jong Hyuk không có tình cảm với Seji. Seji có chút khó chịu khi nghe những lời này. Người kiêu ngạo như cô làm sao chấp nhận được những điều này? Cô yêu cầu Jong Hyuk sau khi cô rời đi anh phải nói với mọi người rằng chính cô mới là người bỏ rơi anh. Hai người chia tay vì tính cách không hợp nhau. Hơn nữa trong vòng 6 tháng tới Jong Hyuk không được có bạn gái. Ban đêm Seji không thể chợp mắt được. Hai người nói chuyện với nhau suốt một đêm. Hóa ra Jong Hyuk từng là sinh viên của nhạc viện. Sáng sớm ngày hôm sau người dân trong làng tụ tập trước cổng nhà Jong Hyuk. Seji đề nghị Jong Hyuk cùng cô ra ngoài đi dạo một vòng. Cô muốn để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình. Lúc này Jong Hyuk giúp Seji buộc tóc, bởi vì ở đây chỉ có người hâm dở hoặc người nước ngoài mới xõa tóc. Sau đó Seji tiễn Jong Hyuk ra tận cửa.
cô lén kêu Jong Hyuk xoa đầu cô để thể hiện tình cảm, hơn nữa còn phải vẫy tay chào tạm biệt. Dù sao cô cũng phải thể hiện tình cảm với anh trước mặt mọi người. Trước ngày khởi hành, Seji tổ chức một buổi lễ trao giải. Giải nhất được trao cho Eun Jong luôn thân thiện hòa đồng với mọi người. Phần thưởng của anh là một bao ngô. Giải nhì thuộc về Jomeok bởi vì anh thích xem phim Hàn. Phần thưởng của anh là cơ hội ăn tối cùng Choi Ji-woo. Giải ba bảo bối quốc dân được trao cho KVKANG Béong bởi vì anh là người đẹp trai nhất ở đây. KVKANG Béong có hai sự lựa chọn. Một là Seji sẽ giới thiệu anh cho một nữ minh tinh Hàn Quốc, hai là một cái ôm của cô trước khi rời đi. Nhưng KVKANG Béong không chọn cái gì hết. Khi buổi lễ trao giải kết thúc, Jong Hyuk có chút thất vọng vì anh không có giải. Cuối cùng Seji tặng Pyo Chi-su toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân còn sót lại của cô. Thấy Jong Hyuk có chút bất mãn, Seji liền dắt anh ra sân. Cô cho anh xem cây cà chua cô dùng nửa bao khoai tây để đổi lấy. Jong Hyuk bất mãn nói anh không thích ăn cà chua, hơn nữa anh cũng không biết chăm sóc nó. Seji dặn dò Jong Hyuk hãy chăm sóc cây cà chua này giống như cách anh chăm sóc một con vật. Bình thường nếu có thời gian rảnh anh hãy nói những lời hay ý đẹp với nó. Mặc dù ngoài miệng Jong Hyuk vẫn kiên quyết nói anh không thích cà chua, nhưng cơ thể lại rất thành thực. Anh ngồi xổm xuống nói với cây cà chua mấy điều vớ vẩn như nắng, cây cỏ, hạt sương hay những đám mây chuyển động trên bầu trời. Anh nói về tất cả những thứ anh cảm thấy đẹp. Sau đó khuôn mặt buồn bã nhìn món quà của Seji trước khi rời đi. Những người lính tụ tập để lại một chỗ bàn tán về Seji. Ngoại trừ Pyo Chi-su, mọi người đều có chút lưu luyến không rời. Buổi tối Jong Hyuk lén lái xe tiễn đưa Seji lên đường. Seji tháo chiếc khăn buộc tóc trả lại cho Jong Hyuk. Cô cảm ơn anh vì đã cưu mang cô suốt thời gian qua. Cô nghĩ rằng sau này cả hai sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau. Sau khi đưa Seji tới bến cảng, Jong Hyuk muốn đích thân tiễn Seji lên thuyền lớn. Nhưng giữa đường đã gặp sự cố, con thuyền hai người đang ngồi đã bị cảnh sát biển phát hiện. Thuyền trưởng vội vàng kêu hai người trốn dưới khoang thuyền. Hóa ra gần đây số lượng người vượt biên đang ngày càng tăng, vì vậy cảnh sát biển cần kiểm soát chặt chẽ. Thuyền trưởng dùng thẻ điện thoại hối lộ cho cảnh sát biển nhưng không có tác dụng. Lúc này trong khoang tàu, Seji thúc giục Jong Hyuk nghĩ cách giải quyết. Biện pháp duy nhất Jong Hyuk có thể ra là kiểu giả vờ thân mật thường có trong phim truyền hình Hàn Quốc. Anh còn nói lần đầu tiên Jomeok nhắc đến chuyện này, anh đã nghĩ đây là chuyện vô lý nhất anh từng nghe. Khoảnh khắc cánh cửa khoang tàu được mở ra, Jong Hyuk trực tiếp hôn lên môi Seji. Cảnh sát biển nhìn thấy hai người đang ân ái mặn nồng vội gọi họ ra ngoài. Thuyền trưởng giải thích đôi vợ chồng trẻ này muốn ra biển câu cá đêm nên ông mới chở họ. Nhưng cảnh sát biển đâu thấy hai người câu cá. Thuyền trưởng lại giải thích bởi vì họ là vợ chồng son nên nhất thời không thể kiềm chế. Seji phối hợp cực kỳ ăn ý nói hai người vừa mới kết hôn, vì vậy Jong Hyuk mới không thể kiềm chế cảm xúc. Cảnh sát biển vậy mà cũng tin vào lý do nhảm nhí của họ. Mặc dù đã hóa giải được nguy cơ nhưng Seji cũng đã để lỡ chuyến tàu về Hàn Quốc. Lúc này cũng không còn cách nào khác, Seji đành quay đầu về bờ. Cô đứng bên mạn thuyền nhìn con tàu dần khuất xa, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Seji tự an ủi mình rằng cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Bản thân cô bất quá chỉ đang gặp chút khó khăn mà thôi. Cô hỏi Jong Hyuk liệu cô có thể rời đi vào tuần tới không. Jong Hyuk giải thích rằng bởi vì cảnh sát biển bắt đầu kiểm soát chặt chẽ, vì vậy phải mất 10 tới 15 ngày nữa Seji mới có thể quay về Hàn Quốc. Seji bỗng phát hỏa. Cô cho cảm thấy Jong Hyuk không hề an ủi cô. Bây giờ thứ cô muốn không phải là một câu trả lời cụ thể mà là một lời nói an ủi của Jong Hyuk. Sau đó Seji nói rõ vấn đề hai người hôn nhau khi nãy. Jong Hyuk hoàn toàn không hiểu vì sao tính khí của Seji lại có thể thay đổi thất thường như vậy. Anh không biết bản thân đã nói gì sai. Sau khi về thôn, Seji để lại cho Jong Hyuk mảnh giấy ghi chú. Sau đó cô gấp gọn chăn màn rồi rời đi. Seji mang theo bộ dù lượn tới bên vách đá. Cô muốn dùng cách thức cô tới đây để quay về Hàn Quốc. Nếu giữa đường xảy ra sự cố thì chính là số trời. Sau đó cô bật bộ đàm để thử kết nối với mọi người nhưng không ai trả lời. Đúng lúc này Jong Hyuk kịp thời chạy tới. Vừa gặp anh đã nói khi rời đi Seji đóng cửa quá mạnh, đã thế lại còn kéo theo dù lượn, thật sự quá ồn ào. Cô chần chừ mãi không nhảy dù như vậy, lẽ nào vì muốn kéo dài thời gian chờ Jong Hyuk sao? Không đợi Seji trả lời, Jong Hyuk tiếp tục nói, khi Seji tới đây bởi vì có lốc xoáy nên mới không có ai phát hiện ra cô. Mặc dù bây giờ cô có thể tránh được radar nhưng lính canh gác có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một khi bị phát hiện, Seji sẽ bị bắt chết tức tuổi. Sau đó Jong Hyuk bỗng nghe thấy bộ đàm của Seji phát ra tín hiệu. Sóng điện từ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của trinh sát. Đúng như những gì Jong Hyuk dự đoán. Lúc này Cheon Kang đã nhận được thông báo có sóng điện từ khả nghi phát ra từ phía vách núi. Cheon Kang lập tức phái người qua đó. Không còn cách nào khác, Jong Hyuk đành kéo tay Seji chạy về phía vách núi. Sau đó hai người cùng nhảy xuống dưới. Jong Hyuk ôm chặt đầu Seji. Seji nói với Jong Hyuk rằng thật ra lúc nào cô cũng rất biết ơn anh. Jong Hyuk cũng biết rõ điều đó. Hai người ôm chặt lấy nhau. Cheon Kang đành đi một chuyến tốn công vô ích, mất công chạy tới tận đây mà không bắt được người. Seji trở về làng dùng bữa cùng các thành viên trong tiểu đội. Jomeok an ủi cô nhất định sẽ có cách khác để cô quay về Hàn Quốc. Từ sau khi Seji tới Triều Tiên, cô đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Từ trước đến nay cô rất ít khi ăn sáng, cho dù có ăn cũng sẽ ăn những bữa ăn sang chảnh cao cấp. Nhưng bây giờ cho dù ăn cơm cháy chấm đường cô cũng cảm thấy rất ngon. Seji sợ rằng bản thân sẽ thích nghi với cuộc sống ở Triều Tiên. Mọi người đều cảm thấy đây là điều không thể. Seji nghĩ lý do chính khiến cô chưa thể rời đi là chức vụ của Jong Hyuk chưa đủ cao. Nếu Jong Hyuk có quyền cao chức trọng thì chỉ cần nói một câu là cô có thể rời đi.
Pio Chi-su nói bây giờ có một cách duy nhất để Jong Hyuk có thể thăng chức, đó chính là lấy lòng vợ chồng đại tá. Đại tá có quyền đặc cách thăng chức cho những người ông ưu ái, nhưng những vị quan chức cấp cao mỗi lần nhắc tới Jong Hyuk đều tức nghiến răng nghiến lợi, không có ai muốn thăng chức cho anh cả. Seji muốn bắt đầu hành động từ phu nhân đại tá. Seji muốn lấy lòng Yang Ae để bà nói đỡ cho Jong Hyuk trước mặt đại tá. Vì vậy Seji đặc biệt tới dự tiệc sinh nhật của Yang Ae. Lúc này KVKANG béo nói cho Jong Hyuk biết tin Seji vì muốn anh được thăng chức đã đích thân tới bữa tiệc sinh nhật của Yang Ae. Jong Hyuk ngoài miệng nói Seji toàn làm mấy việc thừa thãi, nhưng lại bất giác mỉm cười. KVKANG béo lại đâm cho Jong Hyuk thêm một nhát. Seji làm như vậy vì cho rằng Jong Hyuk không có quyền thế, vì vậy anh mới không thể giúp cô trốn thoát. Jong Hyuk xị mặt lẩm bẩm trông anh giống không có quyền thế như vậy sao. Buổi tối Jong Hyuk đạp xe tới trước cửa nhà đại tướng. Jong Hyuk muốn giả vờ tình cờ gặp Seji nên cứ đạp xe lòng vòng trước cửa nhà đại tá. Seji cho rằng Jong Hyuk cố ý đợi cô, nhưng Jong Hyuk nhất quyết không chịu thừa nhận. Anh muốn nói cho cô biết anh không phải là người không có quyền thế. Seji phát hiện phía trước xe đạp của Jong Hyuk được bọc một chiếc khăn mềm, có vẻ như nó được chuẩn bị cho cô. Jong Hyuk đạp xe đèo Seji về nhà. Đường về rất tối. Seji cho rằng Jong Hyuk đang để mắt tới cô, nhưng anh cứng miệng phủ nhận điều đó. Cả hai vừa về nhà đã nhìn thấy đồng đội đang chuẩn bị món sò nướng ngoài sân. Mặc dù trước nay Seji chỉ ăn sò nướng với rượu vang đỏ ở nhà hàng Michelin, nhưng nhập gia tùy tục. Sau khi nếm thử một miếng, Seji lập tức mê mẩn món sò nướng này. Không những thế, Seji còn cực kỳ thích cách uống rượu bằng vỏ sò này. Jong Hyuk liên tục đánh mắt nhìn lén biểu cảm của Seji, bị nụ cười của cô cảm hóa, anh bất giác mỉm cười theo cô. Sáng sớm ngày hôm sau, Jong Hyuk bận rộn rang cà phê. Seji thức dậy phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Seji lần theo mùi thơm nhìn thấy Jong Hyuk đang pha cà phê. Cô không ngờ ở đây mà cô cũng có thể uống cà phê. Hóa ra trước đây Jong Hyuk đã từng đi du học, khi về nước anh đã mang theo cà phê. Ngoại trừ cà phê, Jong Hyuk còn nấu canh giải rượu cho Seji. Khi Jong Hyuk chuẩn bị đi làm, Seji đã bày tỏ lòng biết ơn với anh. Cô chạy ra bậc hè bắn tim cho anh. Jong Hyuk không hiểu cô đang làm gì nên đã hỏi Jomeok ý nghĩa của cử chỉ này. Jomeok nói đây chính là trái tim. Điều đó có nghĩa là cô muốn giao trái tim cho anh. Ở Hàn Quốc, hành động này ám chỉ rằng đối phương đang thích anh. Sau khi tiếp nhận thông tin này, Jong Hyuk đã rất sốc. Dù sao hiện giờ anh cũng đã có vị hôn thê. Sau khi nghe được tin này, đồng đội còn ngạc nhiên hơn anh gấp trăm nghìn lần. Vì muốn kết thân với Yang Ae nên Seji đã cùng đi dạo phố với bà. Người bán hàng Jong giới thiệu cho bọn họ mỹ phẩm cao cấp đến từ Hàn Quốc. Seji ngạc nhiên khi nhìn thấy mỹ phẩm của công ty cô xuất hiện ở nơi này. Cô nhiệt tình giới thiệu công dụng thần kỳ của bộ mỹ phẩm này cho Yang Ae. Lúc này Yang Ae đã nhìn Seji với cặp mắt khác xưa, bà càng ngày càng yêu thích Seji. Nhưng tới tối Seji đã lạc mất mọi người. Sau khi biết chuyện, Jong Hyuk vội chạy ra chợ tìm kiếm Seji. Seji bất an đứng giữa chợ nhìn dòng người qua lại giống như một đứa trẻ lạc giữa bãi biển. Seji sợ hãi nhớ lại cảnh tượng cô bị mẹ bỏ rơi giữa bãi biển. Jong Hyuk cầm trên tay ngọn nến chạy khắp chợ tìm kiếm Seji. Khi cô đang rơi vào tuyệt vọng thì bỗng nhìn thấy ánh nến ở phía xa. Cô chậm rãi đi về phía Jong Hyuk. Jong Hyuk cũng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô. Anh nói đùa lần này chính xác là loại nến thơm cô yêu cầu. Seji hạnh phúc nước mắt lưng tròng. Một loại tình cảm đặc biệt đã nảy sinh trong bóng tối. Seji cho rằng hành động cầm ngọn nến của Jong Hyuk là một kỹ năng tán gái tuyệt vời. Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ rung động trước hành động đó. Lúc này Jong Hyuk thành thật nói anh đã có vị hôn thê. Seji cao ngạo nói cô không quan tâm anh có hôn phu hay chưa. Ở Hàn Quốc cô cũng có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Vì vậy cô mới phải vội vàng quay về Hàn Quốc. Nghe Seji nói ở Hàn Quốc cô có rất nhiều đàn ông theo đuổi, Jong Hyuk có chút ghen. Cả hai vừa nói chuyện vừa đi bộ về nhà. Seji cho rằng Jong Hyuk đang bắt cá hai tay. Jong Hyuk giải thích anh muốn cứu Seji nên mới đành phải nói cô là vợ chưa cưới của anh. Seji lo lắng không biết phải làm gì nếu chuyện này bị vị hôn phu của Jong Hyuk phát hiện. Jong Hyuk tự tin nói rằng vợ chưa cưới của anh đang du học tại Nga. Trong thời gian tới Seo Jan sẽ không tới đây tìm anh. Nhưng một giây sau anh bị lời nói của mình và thẳng vào mặt. Khi hai người đi tới cửa, Jong Hyuk đã nhìn thấy Seo Jan đang đứng chờ anh trước cổng. Seji đi lên phía trước. Cô linh cảm được bọn họ sắp phải đối mặt với rắc rối lớn. Seo Jan hào phóng chào hỏi Jong Hyuk. Jong Hyuk đang chuẩn bị giới thiệu Seji, nhưng Seo Jan bỗng cắt ngang lời anh. Cô muốn anh tranh thủ mấy ngày nghỉ phép sắp xếp cho phụ huynh hai bên gặp mặt nói chuyện. Nói xong Seo Jan liền cáo từ. Nhưng Jong Hyuk cho rằng Seo Jan đi đêm một mình rất nguy hiểm. Vì vậy anh muốn đưa Seo Jan về Bình Nhưỡng. Sau đó anh vội vàng giải thích Seji chỉ là đồng đội tác chiến của anh. Seji cũng vội gật đầu đồng ý với ý kiến của Jong Hyuk. Seo Jan muốn xác nhận sau khi hoàn thành nhiệm vụ hai người còn qua lại với nhau không. Jong Hyuk khẳng định rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh sẽ không gặp lại Seji. Seji đứng bên cạnh cũng phối hợp ăn ý với anh để Seo Jan không hiểu nhầm. Khi Seji chuẩn bị rời đi, Jong Hyuk đã nắm chặt lấy cánh tay Seji. Anh kéo cô tới trước cửa dặn dò cô ở nhà đợi anh về, đừng chạy lung tung. Khi anh không có ở đây cô phải khóa cửa ở yên trong nhà. Khi Jong Hyuk lái xe đưa Seo Jan về Bình Nhưỡng, anh không ngừng nhìn gương chiếu hậu. Seo Jan biết rằng Jong Hyuk đã phải lòng người phụ nữ đó. Trên đường đi Seo Jan nói đây là lần thứ 7 bọn họ gặp nhau, trong đó có tới 4 lần có mặt phụ huynh hai bên, lần thứ 5 chính là lễ đính hôn của hai người, nhưng đó đều là chuyện của 7 năm trước. Đáng lẽ ra bọn họ nên kết hôn ngay sau khi đính hôn, nhưng cô cảm thấy giữa hai người dường như thiếu tình cảm.
Cô muốn hoàn thành việc kết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ. Vì vậy cô mong Jong Hee-uk hợp tác với cô. Jong Hee-uk đáp anh sẽ cố gắng hết sức. Se-ji vẫn đang ở nhà đợi Jong Hee-uk. Ngoài cửa có động tĩnh, cô mừng rỡ chạy ra mở cửa xem xét. Nhưng người đứng trước cửa lại là Yang A-yi và những người bạn. Mọi người bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những gì cô đang phải trải qua. Se-ji gượng cười cảm ơn mọi người đã quan tâm cô. Nhưng Yang A-yi lại cảm thấy rất bất bình thay cô. Bà kêu gọi mọi người trừng trị Jong Hee-uk thay Se-ji. Đám đông đều hưởng ứng lời kêu gọi của Yang A-yi. Lúc này lòng căm phẫn của mọi người đều đang sục sôi. Bất luận Se-ji có khuyên ngăn như thế nào cũng không có tác dụng. Se-ji hiểu rõ fan quay lưng còn đáng sợ hơn anti-fan rất nhiều. Những người phụ nữ này từng là fan trung thành của Jong Hee-uk. Sau khi tàn tiệc, Se-ji đích thân tiễn Yang A-yi và đồng bọn của bà ra tận cửa. Yang A-yi căn dặn Se-ji nếu cần giúp đỡ hãy nói thẳng với bà, đừng ngại ngùng gì cả. Nhân cơ hội này, Se-ji liền nhờ Yang A-yi giúp Jong Hee-uk thăng chức. Yang A-yi hào sảng chấp nhận lời đề nghị của Se-ji. Sau đó Se-ji về nhà vừa uống rượu vừa chờ Jong Hee-uk. Trong tâm trí cô quanh quẩn hình ảnh cô bỏ mặc Jong Hee-uk. Jong Hee-uk vừa bước vào nhà đã nhìn thấy đường ranh giới dựng bằng vỏ lon của Se-ji. Nếu không vượt qua ranh giới thì sẽ không khai chiến. Sau đó Se-ji ngồi suy luận một hồi. Theo những gì cô dự tính, đáng lẽ chỉ khoảng 1 giờ sáng Jong Hee-uk sẽ về tới nhà. Nhưng bây giờ anh mới vác mặt về nhà. Trên mặt cô hiện rõ 4 chữ tôi rất tức giận. Jong Hee-uk vội giải thích rằng anh phải về nhà nhờ bố giúp đỡ. Anh đã nhờ bố để Se-ji trở thành thành viên dự bị của đội điền kinh quốc gia. Như vậy cô có thể đường đường chính chính lên máy bay tới châu Âu. Sau đó cô có thể về Hàn Quốc. Đầu tiên Se-ji cần tới Bình Nhưỡng để làm hộ chiếu, để tránh bị người khác nghi ngờ. Se-ji cố ý đi uốn xoăn tóc giống với những người phụ nữ ở đây. Cô còn mua thêm một bộ đồ mới. Cheon Kang vẫn luôn cử người nghe lén tình hình tại nhà của Jong Hee-uk. Từ đầu tới giờ anh vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Se-ji. Cheon Kang còn tự ý bắt các đội viên của Jong Hee-uk để tra khảo. May thay Jong Hee-uk đã kịp thời tới giải cứu đội viên của mình. Trong nhà Jong Hee-uk, 4 người đàn ông dù bị đánh mặt mũi bầm dập đang ngồi ăn mì vui vẻ. Jong Hee-uk rất áy náy khi phải để họ chịu khổ như vậy. Jomeok cho rằng họ đều là người cùng một nhà, không cần nói những lời khách sáo như vậy. Nhưng Pyo Chi-su cho rằng tất cả mọi chuyện đều do Se-ji mà ra. Anh yêu cầu Se-ji phải xin lỗi tất cả mọi người. Se-ji cũng rất áy náy. Cô xin lỗi tất cả mọi người. Cô cũng rất biết ơn tất cả mọi người. Cô rất muốn tặng mọi người một thứ gì đó để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng hiện tại cô không một xu dính túi. Cô chỉ có thể tặng mỗi người một trái tim. Tất cả mọi người đều chết lặng trước hành động của cô. Sau bữa tối, mấy người Jong Hee-uk cùng nhau dạo bộ. Lúc này mấy người đàn ông cũng đã ngộ ra hành động bắn tim không đại diện cho tình yêu. Hơn nữa Se-ji còn bắn tim cho KVKANG béo tận 2 lần. Jong Hee-uk tâm tình sa sút kêu mọi người trở về đơn vị trước. Anh còn nói ngày mai anh sẽ đưa Se-ji tới Bình Nhưỡng làm hộ chiếu. Sau đó Jong Hee-uk trở về nhà nhìn Se-ji từ phía sau. Anh hậm hực hỏi rốt cuộc cô có bao nhiêu trái tim. Se-ji vẫn chưa kịp phản ứng. Jong Hee-uk đã giận dỗi nói tối nay anh sẽ ngủ trên giường. Jong Hee-uk ngồi dựa vào thành giường rối rắm nghĩ về hành động bắn tim của Se-ji. Ngày hôm sau trên chuyến tàu tới Bình Nhưỡng, tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ. Chỉ có Se-ji đang ngồi lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra với Jong Hee-uk sau khi cô rời đi. Jong Hee-uk cũng nhớ lại những gì bố anh căn dặn. Nếu có điều gì sai sót xảy ra ông sẽ không bao che cho Jong Hee-uk. Nhưng anh vẫn an ủi Se-ji để cô yên tâm. Anh chắc chắn anh sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này tàu bỗng dừng lại vì mất điện. Họ phải lưu lại 16 tiếng để chờ sửa tàu. Lúc này ở phía xa có một đoàn người đổ xô lên tàu. Họ đều là những người bán hàng rong tới để giao bán hàng hóa. Ban đêm Jong Hee-uk tới một bãi cỏ để nghỉ ngơi. Se-ji ghen tị với những người ngồi bên cạnh vì họ có chăn. Jong Hee-uk liền mua cho cô một chiếc chăn bông. Anh còn chưa kịp đặt mông xuống, Se-ji lại ao ước có ngô để ăn giống những người ngồi gần đó. Jong Hee-uk lại chạy đi mua ngô cho cô. Se-ji đột nhiên cảm thán Jong Hee-uk là một người rất tốt bụng. Sau này anh nhất định sẽ là một người chồng, người cha tốt. Nhưng Jong Hee-uk lại nói bản thân anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai. Bởi nếu kết quả không như mong đợi thì tâm trạng sẽ rất tồi tệ. Lúc này anh bỗng nhớ lại chuyện đau buồn trong quá khứ. Khi anh đang ở nước ngoài học tập, anh trai anh đã đột ngột qua đời. Se-ji biết lúc này tâm trạng của anh rất tồi tệ. Cô liền vỗ nhẹ vào lưng an ủi anh. Sau đó cô nói với anh một câu nói rất nổi tiếng của người Ấn Độ. Đôi khi nhầm một chuyến tàu sẽ đưa chúng ta tới một nơi muốn đến. Bản thân cô cũng đã từng rất chật vật. Có một khoảng thời gian cô loay hoay không biết chọn đúng hướng đi. Cô cũng đã từng lầm đường lạc lối. Nhưng sai lầm lần này đã đưa cô tới tận Triều Tiên. Cho dù tương lai sẽ không được tốt đẹp như những gì bản thân đã tưởng tượng, Se-ji cũng hy vọng Jong Hee-uk có được hạnh phúc. Đêm xuống, Jong Hee-uk cởi áo khoác đắp cho Se-ji đang ngủ gà ngủ gật. Sau đó anh để cô dựa vào vai anh. Ngày hôm sau chuyến tàu lại bắt đầu khởi hành. Trải qua một hành trình dài, cuối cùng hai người cũng đã tới Bình Nhưỡng. Sau khi chụp ảnh thẻ, Se-ji muốn chụp ảnh lưu niệm với Jong Hee-uk. Jong Hee-uk lại thẳng thừng từ chối. Anh vô tình nói hai người không có lý do gì để lưu giữ kỷ niệm. Nhưng vừa ra tới cửa, Jong Hee-uk đã quay lại bảo chủ tiệm rửa thêm cho anh một tấm ảnh của Se-ji. Bước ra khỏi tiệm chụp ảnh, anh lại nhìn thấy Seung-jun, bạn trai cũ của Se-ji. Lúc này Seung-jun đang kéo Se-ji vào thang máy. Anh vội đuổi theo, nhưng thứ anh thấy lại là cảnh hai người đang nắm chặt tay nhau. Jong Hee-uk ngay lập tức ép Seung-jun vào tường, sau đó lục soát giấy tờ tùy thân của anh. Se-ji tự ý gọi Jong Hee-uk là vệ sĩ của cô. Sau đó cô yêu cầu anh thả Seung-jun. Sau khi Seung-jun rời đi, Jong Hee-uk rất bất mãn với thân phận vệ sĩ của anh.
Anh cảm thấy bản thân giống như người giám hộ của xe gì. Vừa nói anh vừa giúp cô đẩy chiếc xe đẩy hành lý sắp va vào cô, sau đó còn giúp cô tránh khỏi đám đông, cuối cùng là chặn quả bóng đang lăn về phía cô. Jong Hyuk đưa xe Ji tới phòng nghỉ ở khách sạn. Anh thận trọng dặn xe Ji không được gây ra tiếng động. Sau đó anh cẩn thận tìm kiếm camera và máy nghe lén được lắp đặt khắp phòng. Jong Hyuk nói với xe Ji rằng đa phần các khách sạn đều lén lắp những thiết bị như vậy. Nói xong anh để xe Ji ở lại phòng một mình, bản thân anh sẽ ở phòng bên cạnh. Xe Ji muốn nhờ Seung Jun báo tin bình an cho gia đình cô. Trước đây hai người suýt chút nữa đã kết hôn, nay lại vô tình gặp nhau ở Triều Tiên. Cô cho rằng cô và Seung Jun đã có duyên phận trời định. Jong Hyuk cực kỳ bất mãn với suy nghĩ này của cô. Anh cho rằng duyên phận không phải điều đơn giản như vậy. Khi cô nhảy dù bị cơn lốc cuốn tới Triều Tiên, chính anh là người đã tìm thấy cô. Khi cô chạy trốn, cô lại chạy trốn tới nhà của anh. Đây mới chính là duyên trời định. Seo Jan cũng đã biết tin Jong Hyuk tới Bình Nhưỡng, vì vậy cô trực tiếp tới khách sạn tìm anh. Cô cũng đã hẹn phụ huynh hai bên tối nay cùng ra ngoài ăn tối. Jong Hyuk cũng chiều theo ý của cô, anh sẽ trợ giúp cô hết sức có thể. Hai người khách khí giống như chiến hữu vậy. Buổi tối gia đình hai bên gặp nhau, mẹ Jong Hyuk khéo mồm khen Seo Jan càng lớn càng xinh. Mẹ Seo Jan cũng cảm thấy con gái bà càng ngày càng xinh đẹp, nhưng đồng nghĩa với việc cô cũng càng ngày càng lão hóa. Các tế bào hôm qua còn sống hôm nay đã không còn. Vì vậy bà muốn Jong Hyuk và Seo Jan kết hôn càng sớm càng tốt. Bố Jong Hyuk cũng ấn định ngày cưới vào thứ bảy cuối cùng của tháng tới. Mẹ bỗng quay sang hỏi ý kiến của Jong Hyuk. Jong Hyuk cảm thấy nếu bố đã ấn định như vậy thì anh ắt phải tuân thủ. Nhưng trong mắt anh không hề có tình yêu. Khi tình địch gặp nhau đương nhiên chiến tranh sẽ xảy ra. Lúc này Se Ji vô tình gặp Seo Jan trong phòng vệ sinh. Seo Jan vô tình cố ý tiết lộ cô và Jong Hyuk sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng tới. Nhưng thật đáng tiếc lúc đó Se Ji cũng không còn ở Triều Tiên nữa. Vì vậy cô không thể tham gia hôn lễ của hai người. Trong mắt Seo Jan, sự biến mất của Se Ji chính là món quà mừng cưới tuyệt vời nhất. Sau bữa ăn, Jong Hyuk đưa tiễn mẹ con Seo Jan ra tận xe. Sau đó anh liền chạy đi tìm Se Ji. Se Ji nói cô muốn được thử cảm giác uống bia bên bờ sông. Jong Hyuk liền đưa cô tới một quán bia bên bờ sông. Hai người vừa uống bia vừa ăn gà rán. Đúng lúc này nhà hàng lại mất điện, phục vụ nhanh chóng mang đến tới từng bàn. Sau khi có điện, Se Ji nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi bên ngoài cửa sổ. Ở Seoul tương truyền chỉ cần hai người yêu nhau cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Bởi vì uống quá nhiều nên không lâu sau Se Ji đã ngủ gục trên vai Jong Hyuk. Jong Hyuk muốn đẩy cô ra nhưng Se Ji lại tỏ ý không hài lòng. Cô kêu anh hãy để cô dựa vai anh thêm một chút. Trước khi rời khỏi nơi này, cô muốn lưu lại thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên mọi người. Vì vậy cô đã đề xuất để cả nhóm cùng nhau đi dã ngoại. Đương nhiên Jong Hyuk sẽ chiều theo ý cô. Anh cho tất cả mọi người nghỉ phép để đi dã ngoại trong ngày. Mấy chú lính mò xuống sông bắt cua, mọi người đều cười nói vui vẻ, tận hưởng thời gian cuối cùng ở bên Se Ji. Sau khi ăn uống no say, mọi người tổ chức buổi lễ chia tay với Se Ji. Pyo Chi-soo cũng đã chuẩn bị một bài thơ để tiễn biệt Se Ji. Cái kết của bài thơ thật sự rất cảm động. Pyo Chi-soo căn dặn Se Ji sau khi trở về Hàn Quốc phải chú ý an toàn, phải sống có ích cho xã hội. Hơn nữa sau khi trở về cô nhất định không được quên mọi người ở đây. Se Ji cũng hát tặng mọi người một bài. Khi cô hát được nửa chừng, cô bỗng nhìn thấy Jong Hyuk đang đi về phía cô. Hai người nhìn nhau trìu mến. Buổi tối Jong Hyuk tiễn Se Ji ra một chiếc xe quân sự. Anh kêu cô ngay khi rời đi hãy quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây, bao gồm cả bản thân anh. Hãy coi tất cả mọi chuyện giống như một giấc mơ. Anh hy vọng cô sẽ có một cuộc sống bình an. Lúc này Man Bok vẫn đang nghe lén tình hình xung quanh Jong Hyuk theo lệnh của Cheon Kang. Cảm nhận được hai người tan nát cõi lòng khi phải lìa xa, anh bật khóc nức nở. Giờ đây anh vừa xúc động vừa khó xử. Cuối cùng anh vẫn gọi điện báo cho Cheon Kang biết tin Se Ji sắp rời đi. KVKANG béo mới nhận trọng trách lái xe tiễn Se Ji ra sân bay. Anh bỗng phát hiện phía sau có hai chiếc xe tải nâng cấp bám đuôi. Hai chiếc xe phía sau đuổi sát theo xe anh. Cùng lúc này phía trước cũng xuất hiện một chiếc xe tải y hệt như vậy. Se Ji hoảng loạn không thôi. Lúc này Jong Hyuk cũng kịp thời phóng xe máy tới. Anh bắn liên tiếp vào bánh chiếc xe tải đi phía trước. Nhưng người lính ngồi trên chiếc xe còn lại cũng dùng súng bắn về phía anh. Chiếc xe máy ngã nhào xuống đất. Sau khi tạm thời giải quyết được Jong Hyuk, chiếc xe tải tiếp tục gây rối xe của Se Ji và KVKANG béo. Dường như chưa giết chết hai người họ thì chiếc xe tải chưa dừng lại. Khi chiếc xe tải sắp đâm vào xe chở Se Ji, Jong Hyuk lại một lần nữa xuất hiện. Anh đẩy chiếc xe máy vào gầm xe tải theo quán tính, sau đó liên tục bắn vào thùng xăng của xe máy. Chiếc xe tải trong nháy mắt bị lửa lớn thiêu rụi. Se Ji hốt hoảng nhảy xuống xe. Hai người vội hỏi han đối phương có bị thương ở đâu không. Trong khoảnh khắc tình nồng ý đậm, tài xế xe tải chưa chết cố gắng bò dậy nổ súng về phía Se Ji, nhưng Jong Hyuk đã kịp thời dùng thân mình che chắn cho cô. KVKANG béo cũng bị bắn vào chân. Mặc dù đã ngã xuống nhưng Jong Hyuk vẫn cố gắng thủ tiêu tài xế. Sau đó anh dần dần mất ý thức. Hóa ra trước lúc khởi hành, Jong Hyuk đã lên kế hoạch bảo vệ kép cho Se Ji. Ngày mọi người đi dã ngoại, anh tới muộn vì anh bận tân trang lại con xe máy của anh. Anh muốn sửa nó thành một chiếc xe phù hợp để đi đường đồi. Anh cũng đã xin cấp rất nhiều vũ khí. Trên đường đi anh đã tự nói với chính mình. Anh đã từng hứa với Se Ji miễn cô ở trong tầm nhìn của anh thì anh nhất định sẽ bảo vệ cô. Vì vậy ngày hôm nay anh nhất định phải đưa cô về nước an toàn. KVKANG béo vội chạy tới kiểm tra tình hình vết thương của Jong Hyuk. Se Ji bảo anh đưa cô chìa khóa xe. Sau đó cô lái xe chở Jong Hyuk tới bệnh viện.
Vì vậy cô cũng từ bỏ cơ hội tới sân bay để về nước, nhưng không ngờ ở phía trước là công trình đang thi công. Tình hình gấp bách, xe Ji liền đâm qua khu vực thi công phi thẳng tới bệnh viện. Sau khi tới bệnh viện, Jong Hyuk cần phải truyền máu do mất quá nhiều máu, nhưng lúc này bệnh viện đã hết lượng máu dự trữ. KVKANG béo vẫn liên tục nhắc nhở xe Ji lên đường ra sân bay trước khi quá muộn, nếu không cô sẽ bỏ lỡ cơ hội quay về hiếm có này. Thế nhưng xe Ji lựa chọn ở lại hiến máu cho Jong Hyuk. Trong lúc ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, xe Ji mở bộ quần áo đẫm máu của Jong Hyuk ra, tấm ảnh thẻ của xe Ji vô tình rơi ra. Cho tới tận khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật của Jong Hyuk diễn ra thuận lợi, xe Ji mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô ngồi cạnh giường canh chừng anh suốt cả một đêm. Cô cũng tâm sự với anh về những kỷ niệm đẹp của cả hai. Đối với Seji, sự tồn tại của Jong Hyuk giờ đây đã quá đỗi đặc biệt. Trong giấc mơ, Jong Hyuk cũng nhớ lại buổi biểu diễn piano đáng nhớ nhất cuộc đời anh. Khán giả khắp khán đài hưởng ứng vỗ tay vang trời. Nhưng sau khi buổi biểu diễn kết thúc, người quen đã báo cho anh biết gia đình anh ở Bình Nhưỡng đã xảy ra biến lớn. Anh trai anh đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Vì vậy người nhà anh mong anh sớm về nước. Hành lý của anh cũng đã được thu dọn. Khi anh đang đứng bên bờ hồ, bỗng có một cô bé nhận ra anh. Cô bé yêu cầu anh chơi một bản nhạc. Vì cô bé, Jong Hyuk sẵn sàng chơi một bản nhạc cuối cùng. Jong Hyuk giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mơ, nhìn thấy Seji vẫn ngây ngốc đứng bên cửa sổ, Jong Hyuk cực kỳ tức giận. Để cô có cơ hội quay về Hàn Quốc, tất cả mọi người đã suýt chút nữa mất mạng. Bây giờ toàn bộ công sức coi như đổ sông đổ bể. Seji còn ở lại thì sẽ còn tiếp tục gây phiền toái cho mọi người. Sợ rằng Jong Hyuk kích động quá mức sẽ ảnh hưởng tới quá trình dưỡng thương, Seji liền biến mất khỏi tầm mắt của anh. Trong quá trình tái khám, bác sĩ vô tình khen Jong Hyuk và Seji đúng là một cặp trời sinh. Không ngờ nhóm máu của hai người giống nhau. May mà có xe Ji truyền máu cho anh, vì vậy anh mới có thể qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ cũng nhấn mạnh họ đã nhắc nhở cô không được khóc sau khi truyền máu. Nhưng khi Jong Hyuk chưa tỉnh, xe Ji khóc không ngừng. Đến khi anh tỉnh lại rồi, cô vẫn khóc nức nở. Jong Hyuk ngồi trên giường bệnh suy nghĩ về những lời nói của bác sĩ. Lúc này xe Ji đang đứng ngoài bệnh viện, quay người lại, cô bỗng nhìn thấy Jong Hyuk. Rõ ràng bản thân cô mới truyền máu xong vẫn còn rất yếu, nhưng lúc nào cô cũng chỉ lo lắng cho Jong Hyuk. Jong Hyuk cũng xin lỗi cô vì những lời nói quá đáng khi nãy. Đối với Seji mà nói, Jong Hyuk còn sống chính là điều may mắn nhất. Cô không có thời gian giận dỗi về những chuyện khác. Lúc này Jong Hyuk bỗng hỏi cô, một người lúc nào cũng khao khát được quay về nhà như cô, vì sao lại không rời đi? Seji vừa khóc vừa nói, khi đó cô không thể rời đi bởi vì cô muốn bảo vệ anh dù chỉ một lần. Cô còn nói, Jong Hyuk đừng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến như vậy. Dáng vẻ ấm ức của Seji thật sự rất đáng yêu nha. Quả nhiên lúc này Jong Hyuk đã không kiềm được lòng mà cúi xuống hôn cô. Đồng đội cũng đã tới thăm Jong Hyuk. Pio Chi-su cố ý nói rằng Jong Hyuk bị thương vì không kịp né đạn chứ không phải vì bảo vệ Seji. Seji cưỡng ép đuổi đồng đội của anh về. Sau đó cô đánh thức Jong Hyuk đang giả vờ ngủ dậy để hỏi sự thật. Jong Hyuk không hề che giấu, nếu lúc đó anh tránh thì cô sẽ bị thương. Ban đêm sau khi tắt đèn, Jong Hyuk liền bảo Seji lên giường ngủ, còn bản thân anh sẽ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Seji cảm thất bất luận như thế nào thì bệnh nhân cũng không thể nằm dưới sàn. Vì vậy hai người đành ngủ cùng nhau. Lúc này Seo Jan cũng tới thăm Jong Hyuk, nhìn thấy bộ quần áo đã được khâu đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ. Seo Jan liền đoán được Seji đang ở đây. Nhân cơ hội này, Jong Hyuk nói cho Seo Jan biết anh có tình cảm với Seji. Anh nghĩ đã đến lúc anh cần nói những lời một người đàn ông thật sự cần nói. Ngay cả khi anh không thích Seo Jan, anh vẫn có thể kết hôn với cô. Nhưng bây giờ anh đã có người trong lòng, vì vậy anh không thể nào kết hôn với Seo Jan. Seo Jan cho rằng loại tình cảm này là do Jong Hyuk ảo tưởng vì Seji sắp rời đi. Cô vẫn khăng khăng muốn kết hôn với Jong Hyuk. Vì để né tránh, Cheon Kang tới bệnh viện tìm Jong Hyuk. Seji đã tới trốn tại biệt thự của Seung Jun. Seo Jan nhất quyết kết hôn với Jong Hyuk nên vẫn đang đi chọn váy cưới. Khi xem tạp chí, cô bỗng nhìn thấy tin tức về Seji. Từ đây cô cũng đã biết Seji là con gái của một đại gia có tiếng ở Hàn Quốc, trong một lần vô tình đã lưu lạc tới Triều Tiên. Seo Jan kinh ngạc cầm tạp chí tới tìm Jong Hyuk để xác nhận. Lúc này Jong Hyuk đã tìm suốt một buổi nhưng vẫn chưa tìm thấy Seji. Vì vậy anh đã lợi dụng thân phận của mình để nhờ giám đốc bệnh viện kiểm tra camera giám sát. Anh phát hiện Seji đã được một người đàn ông lái ô tô tới đón đi. Sau quá trình điều tra, anh phát hiện chiếc xe này thuộc nhà khách Triều Tiên. Jong Hyuk vốn định đi tìm thì bị Seo Jan ngăn lại. Jong Hyuk cũng thú nhận với Seo Jan việc anh đã biết thân phận thật sự của Seji, nhưng anh vẫn giúp cô ẩn trốn. Anh còn giúp Seji nghĩ mọi cách để có thể về nước. Anh cũng biết nếu mọi chuyện bại lộ thì anh sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bất luận như thế nào anh cũng nhất định phải đưa Seji về nước an toàn. Nếu như gặp chuyện ngoài ý muốn thì anh cũng không cảm thấy hối hận. Lúc này Seung Jun cũng nói với Seji, việc Jong Hyuk bị thương vì cô đã bị cán bộ cấp cao trong quân đội để mắt tới. Nếu Seji thật lòng thích Jong Hyuk và muốn bảo vệ anh, thì cô nên biến mất khỏi cuộc đời của anh. Nghe được những điều này, trong lòng Seji cũng có chút dao động. Để tìm Seji, Jong Hyuk đã lái một chiếc xe cứu thương đi trên con đường có tầm nhìn hạn chế. Suýt chút nữa anh đã rơi xuống vách đá. Vì vậy anh chỉ có thể quay về bệnh viện nghĩ biện pháp khác. Các đồng đội cũng đã giúp anh tìm ra vị trí của nhà khách. Jong Hyuk đi bộ xuyên rừng lần mò theo địa chỉ đồng đội gửi. Sau khi tới nhà khách, anh liền ngắt cầu giao điện. Nhân lúc hỗn loạn, anh đã lén lẻn vào bên trong. Sau đó anh dễ dàng xử lý nhân viên bảo an trong sân. Seji trong phòng nhìn thấy Jong Hyuk trong vườn thì vô cùng kinh ngạc. Cô định ra ngoài nhưng đã bị Seung Jun chặn lại. Cuối cùng Jong Hyuk cũng tìm thấy Seji.
Anh đứng trước mặt cô lo lắng hỏi cô có bị thương ở đâu không. Seji nước mắt giàn giụa hỏi Jong Hyuk vì sao không ở bệnh viện dưỡng thương mà lại tới đây. Jong Hyuk nói bởi vì anh sợ Seji đang đợi anh, nhưng vì để bảo vệ tính mạng của Jong Hyuk, dù rất đau lòng nhưng Seji đã nói anh hãy để cô rời đi, rời khỏi nơi này cô mới có thể sống. Jong Hyuk hứa sẽ đưa cô về an toàn nhất có thể, nhưng Seji lại nhẫn tâm đuổi anh về. Jong Hyuk quay người rời đi. Seji đứng trong tuyết khóc nức nở, trong miệng vẫn lầu bầu lạnh quá. Nhớ đâu Jong Hyuk ngất trong cơn bão tuyết thì phải làm sao? Cuối cùng con tim cũng chiến thắng lý trí. Seji vội lái xe đuổi theo Jong Hyuk. Cô muốn đưa anh quay về bệnh viện. Jong Hyuk ôm chặt Seji vào lòng. Khi hai người khởi động lại xe họ bỗng phát hiện xe hết dầu. Hai người đành đến một căn nhà gần đó đốt lửa sưởi ấm. Cả hai nói chuyện trên trời dưới bể. Seji bỗng hỏi về mối tình đầu của Jong Hyuk. Jong Hyuk cúi đầu không nói gì. Thoạt nhìn giống hệt một bà mẹ đơn thân. Jong Hyuk vừa mới đỡ bệnh đã phải chịu lạnh như vậy khiến anh sốt cao. Ngày hôm sau hai người cùng nhau về làng. Vào ngày lễ Giáng sinh Seji đã chuẩn bị quà cho Jong Hyuk. Cô cầm món quà rảo bước về nhà. Nhưng khi đi tới ngã rẽ cô đã bị hai người đàn ông mặc đồ đen chặn lại. Sau đó cô bị hai người ép lên xe. Hộp quà đựng chiếc đồng hồ cô mua cho Jong Hyuk cũng rơi xuống đất. Người đàn ông mặc đồ đen uy hiếp cô phải gọi điện thoại cho Jong Hyuk. Hắn ép cô phải nói dối rằng cô đã rời khỏi Triều Tiên. Jong Hyuk lo lắng hỏi Seji hiện đang ở đâu. Cho dù cô ở đâu anh cũng nhất định tới tìm cô. Cho dù xa xôi cách trở đến mấy anh cũng sẽ lập tức tới. Cô chỉ cần đợi anh một chút thôi. Bây giờ anh sẽ lập tức tới tìm cô. Seji nước mắt giàn giụa nói lời từ biệt với Jong Hyuk. Nhưng cô không muốn cúp máy một chút nào. Thấy vậy người đàn ông mặc đồ đen tiến lên giật lấy điện thoại của cô. Trong lúc tranh giành hắn đã vô tình bóp cò súng. Jong Hyuk nghe thấy đầu dây bên kia truyền tới tiếng súng. Anh rất lo lắng cho sự an toàn của Seji. Lúc này Seji bị bắt cóc cũng rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cô cố gắng lấy lại tinh thần. Lúc này trong tâm trí Seji tràn ngập kỷ niệm đẹp giữa cô và Jong Hyuk. Cô nhớ về cảnh tượng Jong Hyuk nấu mì cho cô. Cho dù anh không phân biệt được nến và nến thơm nhưng vẫn cố mua cho cô. Anh luôn cẩn thận đắp chăn cho cô. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Jong Hyuk cũng nhẹ nhàng nói không sao đâu. Thời khắc này cô không khỏi càng thêm nhớ Jong Hyuk. Sau đó Seji được đưa tới gặp bố Jong Hyuk. Nhưng cô lại nghĩ người ngồi trước mặt cô là bố của Seo Jan. Seji vội giải thích rằng cô không cố ý tiếp cận Jong Hyuk. Tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn. Nghe xong bố Jong Hyuk lời ít mà ý nhiều nói với Seji rằng tóm lại tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Jong Hyuk. Seji vội vàng bác bỏ ý kiến của ông. Cô đứng ra nhận hết mọi lỗi lầm thay anh. Mọi chuyện đều do cô đã đe dọa Jong Hyuk rằng cô sẽ báo cáo chuyện cấp dưới của anh tự ý rời khỏi vị trí công tác. Vì bảo vệ đồng đội nên Jong Hyuk đành phải bao che cho cô. Cô cũng thừa nhận cô rất thích Jong Hyuk nhưng chỉ là tình đơn phương. Mẹ Jong Hyuk ở ngoài cửa đã lắng nghe tất cả mọi chuyện. Ban đêm bà đã tới tìm Seji. Nhìn thấy bà Seji vội dò hỏi về tình hình của Jong Hyuk. Cô lo lắng vì cô mà anh sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Bà Yoon Hee nắm tay Seji dắt cô tới phòng khách ấm áp để nghỉ ngơi. Seji ngơ ngác nhìn xung quanh phòng. Cô cảm thấy căn phòng này rất giống với phong cách trang trí nhà của Jong Hyuk. Cô đoán đối phương là mẹ của Jong Hyuk. Lúc này Seji vừa ăn mì vừa nói chuyện với bà Yoon Hee. Cô tiết lộ rằng trước đây Jong Hyuk cũng đã từng nấu mì cho cô ăn. Bà Yoon Hee dường như rất hài lòng với Seji. Sau khi nhận được tin Jong Hyuk vội lái xe về nhà. Vừa bước vào cửa anh đã vội hỏi bố đang giấu Seji ở đâu. Anh cũng nói hết nỗi lòng mình cho bố nghe. Bản thân anh không muốn phải hối hận thêm một lần nào nữa. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Seji thì anh sẽ ôm cảm giác tội lỗi cho tới khi chết. Sau khi nghe Jong Hyuk bộc lộ chân tình bà Yoon Hee rất đau lòng. Bà vội kéo Seji ra ngoài. Hai người yêu nhau cuối cùng cũng đã được gặp lại nhau. Vừa gặp họ đã tình nồng ý đậm trấn an đối phương. Cả hai hoàn toàn không đếm xỉa tới người cha già đang ngồi gần đó. Ông Jong Riel bất lực quay đầu đi chỗ khác. Sau khi chứng kiến cảnh tượng quá là xến của con trai, ông Jong Riel liền truy hỏi chuyện Jong Hyuk không báo cáo tình hình của Seji lên chính quyền. Jong Hyuk cũng thành thật báo cáo. Anh sợ sau khi báo cáo Seji sẽ bị trừng phạt. Seji tình tứ quay sang nhìn Jong Hyuk. Hai người lại định phát cơm chó nhưng đã bị ông Jong Riel ngăn lại. Ngày hôm nay ông đã ăn quá nhiều cơm chó rồi. Jong Hyuk kéo Seji đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy vậy mẹ Jong Hyuk vội giữ hai người ở lại ăn tối. Sau bữa tối hai người ngồi trong phòng nói chuyện với nhau. Seji biết Jong Hyuk rất am hiểu về piano. Cô liền hỏi anh về một bản nhạc piano cô đã từng nghe. Trước đây cô đã từng nghe được một bản nhạc piano rất hay nhưng cô không biết tên. Seji bước tới cây đàn piano chơi cho Jong Hyuk nghe thử. Jong Hyuk lập tức nhận ra đó là bản nhạc anh sáng tác cho anh trai. Anh cũng giải thích cho Seji nguồn gốc của bản nhạc. Hóa ra vài năm trước hai người đã từng gặp nhau. Tiếng đàn của anh đã cứu cô khi cô cảm thấy tuyệt vọng nhất. Hai người quả thực chính là định mệnh của nhau. Ban đêm Jong Hyuk tiễn Seji tới biên giới Hàn Quốc. Jong Hyuk nắm rõ con đường tới biên giới hơn ai hết. Nhưng vì muốn ở bên Seji lâu hơn một chút nên anh đã chọn con đường xa hơn. Cuối cùng cả hai đành miễn cưỡng chia xa. Nhìn bóng lưng Seji ngày càng xa, Jong Hyuk kích động bước qua ranh giới giữa hai quốc gia hôn cô một phát. Chuyển cảnh, công ty của Seji đang tổ chức nghi thức thu mua. Bước tới sảnh chính, Seji bày tỏ thái độ không hài lòng với di ảnh của mình. Sau đó cô tháo kính ra để lộ thân phận. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của cô. Những người có mặt ở sảnh nhao nhao chụp ảnh. Seji kêu mọi người nhanh chóng lan truyền tin tức cô vẫn còn sống. Sau đó cô xuất hiện tại cuộc bầu cử giám đốc mới.
Sang Á vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Se Ji quay về, miếng ăn tới miệng còn rơi. Sau khi xử lý xong chuyện ở công ty, Se Ji liền về nhà. Cô thảnh thơi thưởng thức từng ngụm rượu nhỏ. Giờ đây cô không cần phải lo lắng vì mất điện đột ngột nữa. Cô cũng đã có thể duỗi thẳng chân ngâm mình trong bồn tắm lớn. Trong nhà lúc nào cũng có nước nóng để dùng. Hơn nữa cô còn có thể ngả lưng trên chiếc giường sai kinh êm ái của cô. Giờ đây cô đã có tất cả mọi thứ nhưng lại không có Jong Hyuk ở bên cạnh. Giờ đây cô rất nhớ anh, cực kỳ nhớ anh. Lúc này Jong Hyuk ở Triều Tiên cũng đang mắc bệnh tương tự. Suốt cả ngày anh tưởng tượng ra hình ảnh Se Ji đang ở bên cạnh. Khi Jong Hyuk đi tuần tra vào ban đêm, Man Bok đã tới tìm anh. Man Bok rất dằn vặt với những chuyện bản thân đã làm, vì vậy anh đã thẳng thắn thú nhận với Jong Hyuk tất cả. Anh cảm thấy công việc nghe lén của anh thật kinh tởm. Bởi vì tố chất công việc nên không ai muốn nói chuyện với anh. Năm xưa chỉ có anh trai của Jong Hyuk tình nguyện nói chuyện với anh. Mu Hyuk cũng đã tặng anh một chiếc ví vào dịp sinh nhật anh. Khi con trai của Man Bok bị mắc bệnh truyền nhiễm, Mu Hyuk đã dẫn y tá và mang thuốc tới cứu chữa cậu bé. Sau đó Cheon Kang đã đem chuyện mẹ Man Bok buôn lậu ra để đe dọa anh. Hắn ép anh phải theo dõi Mu Hyuk. Man Bok chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Cheon Kang. Trong quá trình nghe lén, Man Bok phát hiện Mu Hyuk đã biết quá nhiều. Mu Hyuk đang nắm giữ bằng chứng chứng minh Cheon Kang ăn trộm cổ vật quốc gia. Ngoài ra anh còn có bằng chứng hối lộ quan trên và giết người của Cheon Kang. Để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, Mu Hyuk đã giấu toàn bộ bằng chứng vào chiếc đồng hồ Jong Hyuk tặng anh. Sau đó anh gửi chiếc đồng hồ đó ở tiệm cầm đồ. Việc Man Bok báo cáo tất cả mọi chuyện cho Cheon Kang đã dẫn tới cái chết của Mu Hyuk. Lúc này Man Bok đã thành tâm sám hối. Để chuộc lỗi, Man Bok đã giao lại chiếc đồng hồ của Mu Hyuk cho Jong Hyuk. Ma xui quỷ khiến thế nào, Se Ji đã mua đúng chiếc đồng hồ của Mu Hyuk. Vào ngày Se Ji bị bắt cóc, cô đã làm rơi chiếc đồng hồ đựng trong hộp quà tặng. Con trai của Man Bok đã nhặt được và đưa lại cho anh. Jong Hyuk cũng đã tìm thấy thẻ nhớ được giấu trong đồng hồ của anh trai. Trong báo cáo có toàn bộ bằng chứng phạm tội của nhóm người Cheon Kang. Sau khi đọc xong, Jong Hyuk lập tức gửi fax cho ông Jong Riel. Cheon Kang cũng đã bị tống vào tù. Trong ngày xét xử, tòa tuyên án đã có bằng chứng vô cùng xác thực. Cheon Kang chắc chắn phải đối mặt với cuộc sống ngục tù. Nhưng hắn không những không sợ hãi mà còn đe dọa Jong Hyuk. Người phụ nữ đó, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta. Đúng như dự đoán, xe quân sự áp giải Cheon Kang vào tù đã bị xe bọc thép tấn công. Cheon Kang đã trốn thoát. Sau khi vượt ngục, Cheon Kang đã gọi điện cho Jong Hyuk. Hắn thông báo cho Jong Hyuk biết hắn sẽ tới Hàn Quốc giết Se Ji. Chuyển cảnh, trên đường Se Ji về nhà sau khi tan làm đã bị Cheon Kang bám đuôi. May thay lúc này bảo vệ đi tuần tra ngang qua giúp cô cắt đuôi Cheon Kang. Ban đêm Se Ji nhớ Jong Hyuk trằn trọc không ngủ được. Mặc dù cô đã uống thuốc ngủ nhưng vẫn không ngủ được. Vì vậy cô quyết định ra ngoài dạo bộ. Se Ji không thể nào quên hình bóng Jong Hyuk. Lúc này bầu trời bỗng rơi trận tuyết đầu mùa. Se Ji bất ngờ nhìn thấy Jong Hyuk trong đám đông. Jong Hyuk mắt đỏ hoe nhìn Se Ji không chớp mắt. Anh chậm chậm bước tới bên cô. Bởi vì trước khi đi, Se Ji không để lại địa chỉ cụ thể nên Jong Hyuk đã phải tìm rất lâu mới tới được đây. Se Ji xúc động ôm chầm lấy Jong Hyuk. Cô lo lắng hỏi về những vết sẹo trên mặt anh. Vì người mình yêu, Jong Hyuk đã bất chấp bò trong đường hầm nhỏ nối giữa Triều Tiên và Hàn Quốc suốt 20 tiếng. Cheon Kang cũng bò qua đường hầm này để trốn tới Hàn Quốc. Đường hầm này có vẻ đã quá cũ, nhưng Jong Hyuk bất chấp nguy hiểm bò qua hơn 10 km. Se Ji xúc động òa khóc nức nở. Hai người gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách ôm nhau thật chặt. Ở phía Triều Tiên, Man Bok và đồng đội của Jong Hyuk đã bị bắt. Hóa ra cha Jong Hyuk đã tập hợp bọn họ tới đây. Ông thông báo cho mọi người biết tin Jong Hyuk đã trốn tới Hàn Quốc. Nhiệm vụ bí mật của họ là đưa Jong Hyuk trở về Triều Tiên an toàn. Mọi người lên đường tới Hàn Quốc với danh nghĩa vận động viên tham gia Thế vận hội quân sự. 5 người có 2 tuần để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau khi đến Hàn Quốc, 5 người sẽ bí mật tách khỏi đội vận động viên. Việc đầu tiên họ làm khi tới Hàn Quốc là tới cửa hàng tiện lợi thử các loại mì ăn liền khác nhau. Eun Jong cảm thán ở Hàn Quốc có quá trời loại mì ăn liền. Pyo Chi-su dè bỉu cho rằng nhất định người Hàn Quốc không đủ gạo ăn nên chỉ có thể ăn mì. Đúng lúc này Man Bok xuất hiện với một hộp cơm vừa được hâm nóng. Anh nhiệt tình giới thiệu các loại cơm ăn liền đặt trên giá hàng bên cạnh. Pyo Chi-su nhất thời không nói nên lời. Sự thật như vả thẳng vào mặt anh. Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn cơm trộn mì tôm. Sau khi ăn uống no say, Pyo Chi-su dẫn mọi người đi thư giãn. Pyo Chi-su kêu đồng đội phải hành xử sao cho giống người Hàn Quốc. Nhưng anh lại là người báo nhất nhóm. Dáng vẻ cứng nhắc của anh đặc biệt nổi bật giữa đám đông. Mấy anh em cuối cùng cũng tìm thấy Jong Gu, một gián điệp người Triều Tiên nằm vùng tại Hàn Quốc. Nhìn bộ dạng Jong Gu không khác gì một chấn bé đù khiến 5 người không khỏi hoang mang. Không ngờ Hàn Quốc đã tàn phá một đứa trẻ ngoan thành ra bộ dạng như vậy. Sau đó mấy anh em dẫn nhau tới phòng sông hơi qua đêm. Bọn họ cảm thấy nơi này giống như thiên đường trên trái đất. Pyo Chi-su nhắc nhở mọi người đừng để viên đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản mê hoặc. Tất cả phải đề cao cảnh giác. Mọi người vội vàng đồng thanh tán thành với ý kiến của Pyo Chi-su. Đúng lúc này KVKANG béo bưng vào một bàn đồ ăn. Anh nói rằng bà chủ không lấy tiền của anh chỉ cần quẹt chiếc vòng tay kỹ thuật số đeo trên cổ tay là được. Mọi người cảm thán chủ nghĩa tư bản thật sự quá tốt bụng. Vì không muốn Jong Hyuk trông quá nổi bật, Se Ji đã dẫn anh đi mua quần áo cho giống người Hàn Quốc. Trước khi lái xe, Jong Hyuk có thói quen gõ vài cái vào mui xe. Anh sợ rằng mùa đông lạnh lẽo như vậy có thể sẽ có những chú mèo hoang trốn trong động cơ để giữ ấm. Quả nhiên có một chú mèo chạy ra từ dưới gầm xe. Se Ji quyết định từ nay về sau cô nhất định sẽ gõ vào mui xe trước khi lái xe. Lúc này trong lòng Se Ji không thể không cảm thấy buồn. Cô biết hai người nhất định sẽ phải rời xa nhau.
Vì vậy cô muốn giữ lại những hồi ức đẹp nhất. Sau đó hai người tới trung tâm thương mại. Seji đích thân chọn quần áo cho Jong Hyuk. Sau khi Jong Hyuk thay đồ, đến cả nhân viên phục vụ cũng bị mê hoặc bởi thần sắc của anh. Cô bắt đầu động tay động chân với Jong Hyuk. Bên ngoài, Seji kiêu ngạo nói rằng nhan sắc của Jong Hyuk cũng bình thường thôi, nhưng trong lòng lại vui như Tết. Khi Jong Hyuk thay đồ, nhân viên phục vụ rất ngưỡng mộ Seji khi cô có một anh người yêu đẹp trai như vậy. Seji vui ra mặt. Cô quyết định mua hết cửa hàng cho Jong Hyuk mà không hề đắn đo. Khi ra rời khỏi trung tâm thương mại, quý ông Jong Hyuk tốt bụng giữ cửa cho mọi người. Anh đứng ở cửa đợi đến khi hết người giống như một tên ngốc. Khi tới công ty, Seji đã giới thiệu với thư ký rằng Jong Hyuk là vệ sĩ riêng của cô. Thư ký vừa nghe đã nhận thức được vấn đề. Seji thuê vệ sĩ riêng đồng nghĩa với việc cô sắp bước vào cuộc sống yêu đương trở lại. Lúc này Jong Hyuk giống như một bình giấm chua. Seji vội giải thích rằng cô rất ít khi có tin đồn tình ái. Không lâu sau, đoạn video Jong Hyuk ga lăng đứng giữ cửa cho mọi người được lan truyền trên mạng. Toàn bộ cư dân mạng đều cho rằng Jong Hyuk có gương mặt cực phẩm. Ông trời đã quá sủng ái anh khi ban cho anh gương mặt đẹp trai như vậy. Trong lòng Jong Hyuk vui như được mùa. Anh lén cười trộm khi thấy những bình luận như vậy. Anh thậm chí còn chiếm vị trí của Seji để đọc bình luận. Seji trong lòng ghen tuông nhưng chỉ có thể bất lực ngồi bên cạnh Jong Hyuk. Lúc này Jong Hyuk bỗng nhận được tình báo liên quan tới Cheon Kang. Anh phải hành động ngay lập tức. Seji lo lắng cài đặt ứng dụng chia sẻ vị trí cho Jong Hyuk. Khi Jong Hyuk tới địa điểm đã hẹn, anh phát hiện đây là một cái bẫy. Hóa ra đây chính là kế điệu hổ ly sơn của Cheon Kang. Sau khi làm, Seji đi ngang qua Cheon Kang nhưng cô không nhận ra. Lúc ở bãi đỗ xe, Seji theo thói quen gõ vào mui xe trước khi khởi động. Đúng lúc này cô bỗng nhìn thấy người ngồi phía sau xe. Seji giả vờ như không thấy gì, sau đó quay người co giò bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, cô đã vô tình đánh rơi điện thoại. Sau khi giải quyết xong đám lâu la, Jong Hyuk liền gọi điện thoại cho Seji nhưng không ai nhấc máy. Anh vội vàng chạy tới nơi ở của Seji trên thiết bị định vị. Trên đường anh lại gọi điện thoại cho Seji thêm một lần nữa, nhưng người nghe máy lại là Cheon Kang. Jong Hyuk vội chạy tới bãi đỗ xe. Cheon Kang đứng trong bóng tối chĩa súng về hướng Jong Hyuk. Khi hắn sắp bóp cò, Seji bỗng tắt hết đèn trong gara. Seji đứng trong góc tối nói cô vẫn chưa bị Cheon Kang bắt. Cô khuyên anh hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Nghe thấy âm thanh, Jong Hyuk vội chạy tới bịt miệng Seji. Nhìn thấy người trong lòng vẫn bình an vô sự, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Nam chàng ngố ban ngày tách nhau ra tìm kiếm Jong Hyuk. Buổi tối họ lại tập trung ở phòng tắm hơi để báo cáo tình hình điều tra. Man Bok nhận nhiệm vụ đi khắp nơi nghe ngóng thông tin của Seji. Anh đã từng đi ngang qua Seji mà không hề nhận ra. Man Bok kể cho mọi người nghe drama trốn công sở không hồi kết anh đã nghe ngóng được. Mọi người đều bị thu hút bởi những drama Man Bok nghe ngóng được. Mặc dù chẳng liên quan gì đến Seji nhưng Man Bok còn nhiệt tình lập bảng phân tích mối quan hệ giữa các lãnh đạo cao cấp. Chú báo Pyo Chi-su khá khẩm hơn một chút khi anh kiếm được khá tiền. Anh biết Seji rất thích ăn thịt, vì vậy anh đã đứng trước cửa hàng gà rán nghe ngóng thông tin. Lúc này một người đàn ông lạ mặt bỗng đi tới đưa anh chìa khóa xe và tiền. Phía sau có mấy người lần lượt đưa anh chìa khóa xe và tiền bo. Hóa ra mọi người đều cho rằng Pyo Chi-su là nhân viên đỗ xe của cửa hàng gà rán. Lúc này chủ cửa hàng gà rán bỗng bước ra. Vừa đúng lúc nhân viên của cửa hàng xin nghỉ phép. Chủ cửa hàng thấy Pyo Chi-su cũng không tồi, vì vậy ông bảo anh đi giao gà cho mình. Pyo Chi-su nghĩ Seji nhất định sẽ gọi đồ ăn ngoài. Khả năng anh có thể gặp lại Seji là rất cao. Vì vậy anh lập tức đồng ý với đề nghị của ông chủ. Sau một ngày giao hàng vất vả, ông chủ mời Pyo Chi-su ăn thử gà rán. Khi Pyo Chi-su đang hưởng thụ món gà rán thơm ngon thì Jong Hyuk bỗng gọi điện đặt gà. Pyo Chi-su không nỡ chia xa món gà rán thơm ngon nên đã nhấc điện thoại lên và đặt sang một bên. Vì vậy mà hai người đã bỏ lỡ nhau. Eun Jong và Jomeok thì tệ khỏi nói. Nhiệm vụ của họ là tới quán net tác chiến điện tử. Vậy mà Jomeok lại mải mê xem phim tình cảm Hàn Quốc rồi khóc lóc nức nở. Eun Jong thì mải mê đánh điện tử mà quên nhiệm vụ. Không ngờ người biết với anh lại chính là Jong Hyuk. Hai người quyết đấu quyết liệt, tốc độ tay cũng theo đó mà tăng vọt. Cuối cùng Jong Hyuk đã bị Eun Jong đánh bại. Jong Hyuk chơi game thua lại nhặt được một chiếc máy ghi âm trong tầm tay. Lúc này anh bỗng nghe được những lời di ngôn vào ngày sinh nhật cách đây mấy năm của Seji. Ngoài ra còn có một đoạn ghi âm ghi lại khoảnh khắc anh nhờ cô chụp ảnh hộ. Duyên phận của hai người hóa ra đã được định sẵn từ trước. Hóa ra vài năm trước Jong Hyuk đã từng gặp Seji ở nước ngoài. Lúc đó Jong Hyuk và Seo Jan đang đi bồi dưỡng tình cảm theo ý của phụ huynh hai bên. Seji sau khi ghi âm di ngôn xong cũng chuẩn bị nhảy cầu quyên sinh. Trên cây cầu lớn chỉ có ba người bọn họ. Jong Hyuk bỗng chạy tới nhờ Seji chụp ảnh giúp anh và Seo Jan. Khi chụp ảnh, Seji lẩm bẩm tiếc nuối cho chàng trai trước mặt. Seji và Jong Hyuk vẫn cùng nhau trải qua những tháng ngày êm đềm như vậy. Hai người cùng nhau đi làm từ sáng sớm, buổi tối lại vừa uống rượu vừa tâm sự với nhau. Nhân lúc Seji say mềm, Jong Hyuk liền bày tỏ mong muốn được ở lại đây và kết hôn với cô. Sau đó hai người sẽ sinh một cặp sinh đôi đáng yêu. Anh cũng sẽ biểu diễn piano trở lại. Anh muốn được nhìn thấy vẻ đẹp của Seji khi cô tới tuổi xế chiều. Bên này, sau khi trải qua muôn vàn khó khăn vất vả, biệt đội Nam Chàng Ngố cuối cùng cũng đã nhận được thông tin Seji sắp khai trương cửa hàng. Họ muốn nhân cơ hội này lẻn vào để tìm Jong Hyuk. Buổi khai trương bắt đầu, Seji phát biểu rất tự tin trước toàn thể nhân viên. Jong Hyuk đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn người phụ nữ anh yêu. Hai người tình nồng ý đậm nhìn nhau trìu mến. Nam Chàng Ngố nghênh ngang đi vào trong buổi khai trương của Seji. Để không bị lộ thân phận, bọn họ đã liên tục hỏi giá những món đồ nội thất được bày bán ở đây. Pyo Chi-su giả vờ làm người có tiền.
anh sẽ mua hết những món đồ anh vừa hỏi giá với điều kiện giám đốc phải gặp mặt anh. Nhưng kế hoạch của anh đã thất bại thảm hại. Nhìn thấy nhân viên bảo vệ đang đi tuần tra, bọn họ liền vắt chân lên cổ bỏ chạy. Khi cố gắng chạy trốn, họ bỗng phát hiện không thấy bóng dáng Eun Jong đâu. Hóa ra Eun Jong đang nằm ngủ ngon lành trên một chiếc giường êm ái. Cả đám gọi mãi anh mới chịu dậy để chạy trốn cùng mọi người. Eun Jong chạy vội tới nỗi quên cả giày. Không những thế, cậu còn không cẩn thận ngã sấp mặt. Cảnh tượng này đã bị Jong Hyuk tình cờ trông thấy. Sau khi chạy trốn thành công, mọi người phát hiện giày của Eun Jong đã bị mất. Lúc này Jong Hyuk bỗng xuất hiện cùng với đôi giày của Eun Jong. Sau đó anh tự tay giúp Eun Jong đi giày. Cuối cùng họ cũng gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Mọi người xúc động ôm chầm lấy nhau. Seji cuối cùng cũng được đoàn tụ với những chú bộ đội người Triều Tiên. Cô xúc động ôm chầm lấy từng người. Pyo Chi-su tuy rất mừng khi nhìn thấy Seji nhưng vẫn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo bước tới ôm cô. Tới nhà Seji giống như bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Trong nhà cô lúc nào cũng có nước nóng, hơn nữa sàn nhà còn tự động tỏa nhiệt. Tất cả mọi thứ trong nhà cô đều khiến nam chàng lính được mở rộng tầm mắt. Sau đó mọi người cùng nhau ăn thịt nướng. Jong Hyuk ngoài miệng nói rằng đồng đội đi đường dài như vậy nhất định đã rất vất vả. Hôm nay anh sẽ đích thân phục vụ mọi người. Nhưng cơ thể lại thành thật đặt hết thịt nướng chín vào bát Seji. Jomeok nói rằng ở Hàn Quốc những người đàn ông như Jong Hyuk bị gọi là Theno. Seji vô cùng đắc ý khen Jomeok cái gì cũng biết. Sau bữa ăn, Seji vô tình nghe thấy Jong Hyuk nói chuyện với Manbok. Sau khi tìm thấy Jong Hyuk, bọn họ phải chuẩn bị quay về Triều Tiên. Nhưng Jong Hyuk lo lắng Cheon Kang sẽ quay lại làm hại Seji. Vì vậy trước khi rời đi, anh muốn tóm gọn Cheon Kang. Ngày hôm sau, Seji đau lòng nói lời từ biệt với mấy người Jong Hyuk. Sáng sớm Seji có cuộc họp nên cô phải đi trước. Cô đã chuẩn bị tâm lý Jong Hyuk có thể rời đi bất cứ lúc nào. Jong Hyuk định nói cái gì đó nhưng Seji đã cắt ngang lời anh. Cô cố kìm nước mắt bước ra khỏi cửa. Sau đó Jong Hyuk đã đưa đồng đội rời đi. Sau khi tan làm, Seji liền quay về nhà. Cô mở cửa thấy căn nhà tối đen như mực. Lúc này Seji cũng đã nhận thức được Jong Hyuk và đồng đội đã rời đi. Cô lập tức ngồi sụp xuống khóc nức nở. Trong căn nhà này cô đã từng có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với mọi người, vậy mà giờ đây cô lại phải quay lại cuộc sống cô độc. Đột nhiên đèn trong nhà bừng sáng. Nhóm người Jong Hyuk bước ra ngoài. Mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho Seji. Ai ngờ Seji càng khóc thảm thương hơn. Cô đứng dậy bỏ ra ngoài. Jong Hyuk vội vàng đuổi theo cô. Seji bỏ đi không phải vì giận mọi người. Cô sợ sau này cô sẽ lại phải đón sinh nhật một mình. Cô sợ khi đó cô sẽ nhớ tới ngày hôm nay. Như vậy sẽ khiến cô càng đau khổ hơn. Jong Hyuk chầm chầm ôm người anh yêu từ phía sau. Sau đó anh nhẹ nhàng an ủi cô. Sau khi Seji bình tĩnh lại, hai người cùng nhau quay về. Nam chàng múa liền hát bài chúc mừng sinh nhật của Triều Tiên cho Seji. Mọi người reo hò chúc mừng sinh nhật cô. Seji nhìn mọi người trìu mến. Cô muốn giữ mãi khoảnh khắc tuyệt đẹp này trong tim. Sau cùng Seji dạy mọi người cách ước nguyện trước khi thổi nến. Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Jong Hyuk giấu hai tay sau lưng tới tìm Seji. Anh ngại ngùng nói anh muốn tặng cô một món quà. Anh còn nhấn mạnh rằng món quà này không hề mang hàm ý đặc biệt gì cả. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Seji, anh liền lấy ra một cặp nhẫn đôi. Sau đó anh còn đích thân đeo vào tay cho cô. Seji cảm ơn Jong Hyuk. Cô chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn này ra. Bởi vì bất luận có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không bao giờ quên Jong Hyuk. Hai người nhìn nhau thể hiện cảm xúc chân thành nhất của bản thân. Sáng sớm ngày hôm sau, Eun Jong nhìn thấy Seji dọn dẹp nhà cửa. Cậu rất tò mò với chiếc máy hút bụi trên tay Seji. Nhìn thấy bộ dạng chưa từng trải qua sự đời của Eun Jong, Seji lại động lòng thương. Cô bỗng triệu tập 5 người tới trước mặt, sau đó rút ra chiếc thẻ đen quyền lực. Cô muốn mọi người được chi tiêu thoải mái trước khi rời khỏi Hàn Quốc. Năm chàng binh sĩ ngốc người Triều Tiên cầm thẻ đen tới cửa hàng quần áo. Nhìn thấy chiếc quần jean rách, Pyo Chi-su liền châm biếm Hàn Quốc. Không ngờ người dân ở đây phải sống trong cảnh khổ cực lầm than như vậy, thậm chí đến một mảnh vá cũng không có để dùng. Pyo Chi-su còn chưa nói dứt lời, KVKANG béo liền mặc một chiếc quần rách bước ra ngoài. Bốn người còn lại đều tròn mắt ngạc nhiên. KVKANG béo mặc quần rách nhưng trông vẫn rất đẹp trai. Eun Jong đang chơi đùa với chiếc mũ tai thỏ treo bên đường. Pyo Chi-su hào phóng nói anh sẽ mua cho Eun Jong mỗi loại 10 chiếc, khi biết mỗi chiếc mũ có giá 5.000 won. Pyo Chi-su ngoài miệng nói anh sẽ tiêu hết sạch tiền của Seji, nhưng tới lúc thanh toán anh chỉ mua cho Eun Jong duy nhất một chiếc. Sau một ngày mua sắm, bọn họ vui vẻ quay về nhà. Lúc này tại công ty của Seji, thư ký vội vàng chạy tới báo cho cô biết tin nam nghệ sĩ đã từng có tin đồn với cô lại nhắc tới cô trên SNS. Anh ta đã đăng bài nói rằng anh muốn quay lại với Seji. Vệ sĩ Jong Hyuk đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Seji vội nháy mắt ra hiệu cho thư ký đừng nói thêm gì nữa. Thư ký không nhận ra ám hiệu của Seji vẫn thao thao bất tuyệt nói về những nam nghệ sĩ khác. Jong Hyuk đứng bên cạnh lườm nguýt không thôi. Cuối cùng Seji tức giận đuổi thư ký ra ngoài. Jong Hyuk máu ghen nổi lên đứng bên cạnh chỉ trích Seji. Hóa ra việc cô muốn quay về Hàn Quốc để hẹn hò với người khác cô từng nói trước đây là thật. Seji giải thích rằng cô chỉ coi nam nghệ sĩ đó là khách qua đường mà thôi. Jong Hyuk bĩu môi chạy sang bên cạnh chơi đùa với lá cây. Anh cũng không quên hỏi Seji có coi anh là khách qua đường không. Seji vội chạy tới dỗ anh. Xem ra bé cưng của chúng ta đang ghen rồi. Sau đó Seji lại quay ra trách ngược Jong Hyuk. Ai bảo muộn như vậy anh mới xuất hiện cơ chứ. Bản thân cô cũng có nỗi khổ riêng. Cô không biết ai là định mệnh cuộc đời cô. Vì vậy cô đành thử yêu đương với một vài người. Sau đó cô lại dùng lời ngon ý ngọt dỗ dành Jong Hyuk. Cô muốn trốn làm để đi chơi với anh.
hai người lái xe tới cầu treo trên đảo Yeonhung. Jong Hyuk nhắc đến việc thời còn là sinh viên anh đã từng trốn học đi chơi. Lúc ấy anh đã nhìn thấy một người phụ nữ muốn nhảy cầu quyên sinh. Vì vậy anh đã đi tới nhờ cô gái đó chụp ảnh giúp anh. Vừa nghe xong, Se Ji liền nhận ra người Jong Hyuk nhắc tới chính là cô. Cô ngạc nhiên khi biết trước đây hai người đã từng gặp nhau. Hóa ra vào lúc cô tuyệt vọng nhất, chính Jong Hyuk đã hết lần này tới lần khác vực cô dậy. Buổi tối ở quán gà rán, mọi người vừa ăn gà, uống bia vừa vui vẻ cười đùa với nhau. Tạm thời gác bỏ nỗi buồn khi sắp phải nói lời biệt ly sang một bên. Tất cả vui đùa không biết mệt mỏi. Khi Man Bok ra ngoài hút thuốc, anh đã đụng mặt Cheon Kang. Sau đó Cheon Kang đã lấy con trai Man Bok ra để đe dọa anh. Hắn uy hiếp Man Bok tiết lộ về tình báo của đám người Jong Hyuk. Jong Hyuk rất lo lắng cho cậu con trai ở quê nhà. Anh đành đồng ý với yêu cầu của Cheon Kang. Ngày chia tay càng ngày càng gần. Se Ji giao cho Jomeok một nhiệm vụ rất quan trọng. Cô mua cho anh một bộ đồ mới, sau đó nhờ anh ra ngoài một chuyến. Jomeok vừa tới nhà hàng đã nhìn thấy Choi Ji-woo đang ngồi ở bàn ăn chờ anh. Jomeok không thể tin cảnh tượng đang diễn ra trước mắt là sự thật. Jomeok kích động tới nỗi không kiểm soát được bản thân khi được gặp nữ thần. Giấc mơ của anh cuối cùng cũng thành hiện thực. Lúc này Se Hyung bỗng gọi điện báo cho Se Ji biết tin mẹ họ bị bệnh. Sau đó hắn kêu cô nhanh chóng tới bệnh viện. Sau khi cúp điện thoại, Se Hyung liền đưa lộ trình lái xe của Se Ji cho Cheon Kang đang ngồi bên cạnh. Se Hyung không cần biết Cheon Kang làm cách nào. Anh chỉ cần Se Ji biến mất khỏi cuộc đời anh. Chỉ có như vậy anh mới có thể lấy lại quyền thừa kế. Sau khi Se Ji ra ngoài, Man Bok liền gọi điện báo lại hành tung của cô cho Cheon Kang. Trên đường, Se Ji bị ba chiếc xe phía sau truy đuổi và chặn lại. Vì vậy cô buộc phải dừng xe giữa đường. Còn chưa đợi Se Ji phản ứng lại, đám côn đồ đã cầm gậy bước xuống. Mặt khác, Jong Hyuk một mình đi tới nhà máy để gặp Cheon Kang. Đối mặt với đám côn đồ ồ ạt xông lên cùng một lúc, Jong Hyuk không hề hoảng sợ. Một mình anh cơm bạt với đám lâu la. Mặc dù Jong Hyuk rất mạnh nhưng bọn chúng lại quá đông. Sau một trận chiến, Jong Hyuk dường như đã kiệt sức. Anh bị đám côn đồ vây quanh. Đúng lúc này xe của Se Ji đỗ trước cửa nhà máy. Năm chàng ngố lúc này xuất hiện ngầu lòi như năm anh em siêu nhân. Họ tới đây để trợ giúp trung đội trưởng của họ. Hóa ra Man Bok đã nói cho Jong Hyuk biết toàn bộ kế hoạch của Cheon Kang. Man Bok khẳng định lần này anh không hề màng tới an nguy của bản thân. Anh nhất định sẽ quyết chiến với Cheon Kang tới cùng. Khi Se Ji lên xe xuất phát, năm người đã trốn trong xe cô. Đợi tới khi đám côn đồ xuất hiện, bọn họ đã xuống xe xử lý kẻ xấu. Hai bên lao vào hỗn chiến. Nhân lúc hỗn loạn, Cheon Kang đã bắt Man Bok rồi bỏ trốn. Jong Hyuk cũng theo sát phía sau hai người họ. Sau khi đánh Man Bok một trận, Cheon Kang liền trốn ở phía sau xe. Thấy Jong Hyuk đang đi tới, hắn liền rút súng ra định bắn anh. Nhưng tất cả chuyện này đã bị Se Ji vẫn đang ngồi trong xe nhìn thấy. Khi Cheon Kang rút súng ra bắn về phía Jong Hyuk đang quay đầu đi, Se Ji đã lái xe lao tới đỡ đạn cho Jong Hyuk. Kính ô tô vỡ vụn thành trăm mảnh. Se Ji cũng rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Jong Hyuk lập tức nổ súng bắn Cheon Kang. Sau đó anh vội vàng mở cửa xe ôm lấy Se Ji không rõ sống chết như thế nào. Lúc này người đàn ông mạnh mẽ như Jong Hyuk cũng phải bật khóc. Sau đó Jong Hyuk đưa Se Ji tới bệnh viện. Anh và đồng đội cũng đã bỏ lỡ cơ hội trở về Triều Tiên cùng đoàn vận động viên. Mọi người ngồi bên ngoài bệnh viện lo lắng cho an nguy của Se Ji. Trên mặt ai cũng toát lên nét đau buồn khôn xiết. Nhớ lại cảnh Se Ji đã chu đáo mua cho họ quần áo mới trước khi ly biệt, mọi người đều không cầm được nước mắt. Trong bệnh viện, Se Ji cuối cùng cũng tỉnh lại. Mặc dù sức khỏe của cô còn cực kỳ yếu, nhưng cô vẫn không quên đuổi chị dâu và anh trai cút khỏi phòng bệnh của cô. Sau đó cô lại gọi điện cho Jong Hyuk. Cô nói Jong Hyuk là vệ sĩ riêng của cô, vậy mà chưa có lệnh của cô đã dám rời khỏi vị trí. Nghe tin Se Ji đã tỉnh dậy, Jong Hyuk tức tốc về phía phòng bệnh của cô. Hai người yêu nhau cuối cùng cũng gặp lại nhau, nhưng giọt nước mắt của cả hai cũng đã rơi. Cả hai đều lo lắng cho sự an toàn của đối phương. Se Ji dang rộng vòng tay ôm lấy Jong Hyuk. Trung đội năm nhận được tin cũng vội vàng chạy tới thăm Se Ji. Mở cửa ra nhìn thấy hai người đang ôm nhau, Pyo Chi-su lặng lẽ đóng cửa lại. Se Ji cũng đã nhìn thấy mọi người đang đứng chờ ngoài cửa. Cô liền ra hiệu cho mọi người đi vào. Mọi người muốn ôm Se Ji mới từ cõi chết trở về, nhưng Jong Hyuk đã cản họ lại với lý do Se Ji đang bị thương, cuối cùng phải đổi từ ôm sang bắt tay. Jong Hyuk thắc mắc vì sao năm chàng ngốc này lại biết Se Ji đã tỉnh lại. Man Bok vội giải thích, bọn họ đã phải cải trang thành nhân viên lao công để lẻn vào phòng bệnh. Sau đó họ đã lén lút đặt máy nghe lén dưới giường bệnh. Họ muốn cập nhật tình hình của Se Ji sớm nhất có thể. Không dừng lại ở đó, bọn họ thay đổi người tới bệnh viện nghe lén mỗi ngày. Sau đó quay về báo lại tình hình của Se Ji với mọi người. Khi biết anh trai và chị dâu của Se Ji vô cùng xấu tính, năm người hận không thể đánh họ một trận. Chuyện nhà Se Ji giống hệt những câu chuyện máu chó họ vẫn thường thấy trên TV. Sau đó Man Bok giao cho Se Ji đoạn ghi âm vợ chồng Se Hyung thừa nhận đã gài bẫy Se Ji. Khi mọi người rủ nhau đi vệ sinh, Se Ji đột nhiên than thở rằng lần phẫu thuật này đã để lại vết sẹo lớn. Sau này cô không thể mặc bikini được nữa. Jong Hyuk không nói nhiều, trực tiếp vạch áo lên cho Se Ji xem vết sẹo của mình. Khi Se Ji đang chăm chú nhìn, Jong Hyuk đã hôn cô một cái. Cảnh tượng này vừa hay đã bị mấy anh em trong trung đội năm nhìn thấy hết. Nhìn thấy Jong Hyuk quần áo xộc xệch, KVKANG béo lập tức che mắt ưn Jong lại. Trẻ em chưa đủ tuổi thanh niên không được chứng kiến những cảnh tượng này. Se Ji hoang mang giải thích rằng không phải cô tự ý cởi. Jong Hyuk cũng nói không phải do anh, nhưng không ai trả lời họ. Tất cả lặng lẽ ngồi xuống ăn gà rán. Ngày hôm sau khi thức giấc, Se Ji muốn ngồi dậy, nhưng Se Hyung đã cản cô lại.
Anh bảo cô nằm xuống điều chỉnh lại hơi thở sau đó mới từ từ đỡ cô dậy. Jong Hyuk luôn túc trực ở bên ân cần chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ của Seji. Nam chàng trai đáng thương bị hai người nhét cẩu lương vào miệng. Seji triệu tập tất cả mọi người trong nhà tới phòng bệnh. Sau đó cô phát đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của vợ chồng Se-hyun cho mọi người nghe. Chính miệng hai người họ đã thừa nhận rằng bọn họ đã thuê Cheon Kang tới giết Seji. Ông Yoon lập tức gạch tên Se-hyun ra khỏi công ty. Hơn nữa từ nay về sau ông không có đứa con trai như Se-hyun. Sang A liền gọi điện trách Cheon Kang bất tài vô dụng. Lúc này cô vô tình biết được tin vệ sĩ bên cạnh Seji cũng là người Triều Tiên. Sang A đã chủ động báo tin này cho cục tình báo quốc gia để trả thù Seji. Cơ quan tình báo quốc gia bắt đầu theo dõi Jong Hyuk. Jong Hyuk cũng đã nhận được mật báo về địa chỉ ẩn nấp của Cheon Kang. Sau khi nhận tin, anh lập tức lên đường đi bắt hắn. Nhân viên của cơ quan tình báo quốc gia cũng bám theo sau anh. Sau khi tìm thấy Cheon Kang, Jong Hyuk liền rút súng ra chĩa về phía hắn. Không ngờ lúc này cục tình báo quốc gia cũng đã tới bao vây cả hai. Cục tình báo quốc gia kêu hai người hãy ngoan ngoãn đầu thú. Lính bắn tỉa ở bên ngoài cũng đã ngắm vào bọn họ. Không ngờ Cheon Kang đột nhiên quay người lại rút súng ra bắn về phía Jong Hyuk. Sau đó một tiếng súng vang lên, chớp mắt Cheon Kang đã bị bắn, còn Jong Hyuk bị người của cục tình báo bắt giữ. Đồng đội của anh cũng chịu chung số phận. Lúc này Seji vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra. Cô nằm trên giường nghe lại đoạn ghi âm của Jong Hyuk. Biết Seji bị mất ngủ kinh niên nên Jong Hyuk đã ghi lại một bản nhạc piano giúp cô ngủ ngon hơn. Anh còn mua cho Seji rất nhiều đồ ăn, lấp đầy chiếc tủ lạnh vốn dĩ chỉ toàn nước khoáng của cô. Lo lắng đồ ăn đặt quá cao, Seji không thể với tới Jong Hyuk, cố tình chuyển chúng xuống thấp hơn. Sau khi sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp, Jong Hyuk lại đặt kim chi đã muối vào. Sau khi bị bắt tới cục tình báo, Jong Hyuk im lặng không nói gì. Cho dù có phải chết anh cũng phải bảo vệ Seji và bố mẹ anh ở Triều Tiên. Anh muốn bản thân gánh vác hậu quả một mình. Cảnh sát trưởng Lee đã đích thân tới thẩm vấn Jong Hyuk. Anh hỏi Jong Hyuk lý do trốn tới Hàn Quốc. Jong Hyuk nói dối rằng vì anh biết Seji là tiểu thư con nhà tài phiệt, cho nên anh muốn níu kéo cô ở lại Triều Tiên. Nhưng kế hoạch của anh đã thất bại thảm hại. Lần này anh trốn tới đây để bắt Seji quay về Triều Tiên. Hơn nữa đồng đội của anh thật sự tới đây để tham gia Thế vận hội. Vì anh nên bọn họ mới không thể quay về nước đúng hạn. Jong Hyuk còn đặc biệt nhấn mạnh tất cả mọi chuyện đều do lỗi của anh. Những người khác không hề liên quan đến việc này. Khi Seji biết sự tình, cô đã đứng ra giải thích thay Jong Hyuk. Cô giải thích với cảnh sát trưởng rằng từ đầu tới cuối Jong Hyuk luôn tìm cách đưa cô quay về Hàn Quốc. Anh không hề lôi kéo hay lợi dụng cô. Anh tới đây vì tên tội phạm Cheon Kang đã uy hiếp tính mạng của cô. Chính cô mới là người che giấu thân phận cho anh. Seji nhờ cảnh sát trưởng Lee đưa Jong Hyuk và đồng đội quay về Triều Tiên. Bản thân cô sẵn sàng chịu mọi hình phạt. Cảnh sát trưởng Lee báo cáo lời khai của hai người hoàn toàn không trùng khớp. Mọi người càng tin tưởng những gì Seji nói. Vì vậy cấp trên đã đề nghị để Seji và Jong Hyuk ba mặt một lời. Khi hai người gặp nhau, Jong Hyuk đã nói rất nhiều lời nói khiến Seji đau lòng. Jong Hyuk biết ra thế nhà Seji rất giàu có nên anh muốn lợi dụng cô. Nhưng trong thời gian chung sống anh đã nảy sinh tình cảm với cô. Seji lập tức kích động khi nghe những lời nói này. Nếu Jong Hyuk muốn lợi dụng Seji, vậy tại sao lúc đầu anh lại sẵn sàng hy sinh thân mình để đỡ đạn cho cô? Vì sao anh bất chấp nguy hiểm vượt biên qua Hàn Quốc để bảo vệ cô? Jong Hyuk liền đính chính anh không tới đây để bảo vệ cô. Anh tới đây để giết Cheon Kang báo thù cho anh trai. Seji nghe vậy liền đau lòng đứng dậy rời khỏi căn phòng. Sức khỏe cô còn rất yếu nên chưa đi được vài bước cô đã ngất xỉu ở hành lang. Nghe tin Seji bị ngất xỉu, Jong Hyuk vội chạy ra ngoài. Nhìn bóng lưng của Seji, Jong Hyuk đau lòng bật khóc. Lúc này ở bệnh viện, bác sĩ cũng đã thông báo tình trạng của Seji cho mẹ cô. Bác sĩ chẩn đoán Seji bị nhiễm trùng máu. Bởi vì vết thương do bị đạn bắn nên khả năng miễn dịch của cô đã bị suy yếu. Hơn nữa cô đã chịu đả kích quá lớn. Lúc này Seji cũng bắt đầu sốt cao rồi rơi vào hôn mê. Điều quan trọng là tỷ lệ tử vong của bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng máu rất cao. Lúc này Seji đang nằm trong phòng cấp cứu. Đột nhiên các dấu hiệu sinh tồn của cô giảm mạnh. Jong Hyuk nhận được tin vội chạy tới bệnh viện. Tim Seji đột nhiên ngừng đập. Các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu kéo cô từ quỷ môn quan trở về. Mẹ Seji khóc lóc cầu xin người của cục tình báo quốc gia để Jong Hyuk ở lại một đêm. Có lẽ con gái bà muốn nhìn thấy Jong Hyuk khi cô tỉnh dậy. Cuối cùng Jong Hyuk cũng được ở lại đứng bên ngoài phòng bệnh của Seji. Đôi mắt vô hồn đứng bên ngoài nhìn Seji yếu ớt. Cục tình báo quốc gia cũng đã tổ chức một cuộc họp. Quản lý cấp cao tôn trọng tâm nguyện của những người có liên quan. Vì vậy họ chuẩn bị bí mật đưa nhóm người Jong Hyuk về nước. Sau khi Seji tỉnh dậy, mẹ cô đã vào phòng thông báo cho cô biết tin ngày hôm nay Jong Hyuk và đồng đội sẽ quay về Triều Tiên. Mặc dù Seji rất đau lòng nhưng đây cũng là điều cô mong muốn. Hai người đã nói lời từ biệt rất nhiều lần nên bây giờ không cần thiết phải như vậy. Hơn nữa Jong Hyuk nhìn thấy cô ốm đau bệnh tật lại càng lo lắng hơn. Nhìn thấy hai người thật lòng yêu nhau, mẹ Seji đã nói cho cô biết mọi chuyện. Khi Seji hôn mê bất tỉnh, Jong Hyuk luôn túc trực bên cạnh cô. Anh không ăn không ngủ đứng ngoài phòng bệnh nhìn cô. Cho dù cô phải phẫu thuật rất lâu, anh vẫn đứng yên không nhúc nhích ngoài phòng bệnh. Khi Seji tỉnh dậy, cô nhìn ra ngoài phòng bệnh theo bản năng. Vì không muốn Seji nhìn thấy nên Jong Hyuk cố tình nấp vào góc khuất. Sau khi Seji tỉnh lại, Jong Hyuk cũng bị nhân viên của cơ quan tình báo quốc gia bắt đi. Sau khi biết được sự tình, nước mắt Seji không ngừng tuôn rơi. Mẹ Seji đứng bên cạnh cổ vũ cô tới tìm Jong Hyuk để nói lời từ biệt cuối cùng. Seji cũng không còn kiềm chế được cảm xúc. Cô rất nhớ Jong Hyuk. Mẹ Seji dắt cô ra xe sau đó điên cuồng lái xe đuổi theo đám người Jong Hyuk. Lúc này Jong Hyuk cũng đã bước qua ranh giới quân sự.
Seji cũng đã kịp thời đuổi tới nơi. Nhìn thấy Jong Hyuk đang bị còng tay, Seji lo lắng chạy về phía anh. Vừa chạy cô vừa hét lớn, vì sao anh có thể bỏ em mà đi như vậy? Anh cứ như vậy mà bỏ đi thì em biết phải làm như thế nào? Jong Hyuk cũng trốn thoát khỏi sự kiểm soát của mấy chú bộ đội đứng bên cạnh để chạy về phía Seji. Lúc này cả hai bên đều giơ súng lên, đại chiến dường như sắp xảy ra. Nhưng Seji và Jong Hyuk chỉ quan tâm tới tình hình sức khỏe của đối phương. Seji sợ rằng Jong Hyuk sẽ bị bắt khi quay lại Triều Tiên. Jong Hyuk an ủi cô không cần lo lắng cho anh. Seji cho rằng cô và Jong Hyuk sau này sẽ không thể gặp lại nhau thêm một lần nào nữa. Cô không thể nào không đau buồn được. Seji vừa khóc vừa nói cô yêu Jong Hyuk rất nhiều. Giờ vàng đã điểm, Jong Hyuk bị bắt đi. Anh cố quay đầu nhìn người con gái anh yêu lần cuối. Đồng đội của Jong Hyuk cũng nói lời từ biệt với Seji. Seji lòng đau như cắt khi nhìn thấy bóng lưng của mọi người càng ngày càng đi xa. Sau khi nhận được tin công việc bàn giao người đã hoàn thành, bố Jong Hyuk liền thay quân phục ra ngoài đón con trai về nhà. Ông cũng hỏi thăm tình hình của Seji. Nghe thấy tên Seji, hai mắt Jong Hyuk đỏ hoe. Ông Jong Riel bất lực thở dài. Seji quay về sống một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Cô nhìn thấy trên tủ lạnh dán chi chít nhằng nhịt giấy ghi chú. Hơn nữa bên trong tủ lại tràn ngập đồ ăn. Trong lòng cô buồn bã không thôi. Sau đó cô nằm trên giường nghe bản nhạc piano Jong Hyuk đã ghi âm lại. Đột nhiên lúc này Seji nhận được tin nhắn mặc định của Seji. Nhìn thấy sách trên giá sách được xếp thành dòng chữ Yeon Seji, anh yêu em. Hóa ra khi còn ở cục tình báo quốc gia, Jong Hyuk đã cài đặt tin nhắn mặc định gửi cho Seji. Từ đó về sau mỗi ngày Seji đều nhận được tin nhắn nhắc nhở của Jong Hyuk. Hai người mặc dù không ở cùng nhau nhưng vẫn làm những việc tương tự nhau. Jong Hyuk luôn nhắc nhở Seji ăn uống đúng giờ. Anh nhắc cô không nên ăn một mình. Thay vào đó hãy ra ngoài ăn uống vui vẻ cùng đồng nghiệp. Sau khi dùng bữa phải ra ngoài dạo bộ 30 phút. Sau khi quay về Triều Tiên, nhóm người Pyo Chi-su cũng nhớ những ngày tháng sống tại Hàn Quốc. Họ hoài niệm về những ngày tháng có nước nóng cả ngày. Họ nhớ cả những ngày chơi game không bị cắt điện. Seji vẫn nhận được tin nhắn của Jong Hyuk như thường ngày. Nhưng hôm nay cô còn nhận được một chậu hoa Jong Hyuk đã đặt trước. Seji tưới nước cho chậu cây đúng như những gì Jong Hyuk dặn dò. Sau đó cô đặt nó dưới ánh nắng mặt trời. Mỗi ngày cô đều nói với chậu cây ít nhất là 10 lời nói tốt đẹp. Lúc này cây cà chua Seji tặng Jong Hyuk cuối cùng cũng ra hoa kết quả. Seji cũng đã thay đổi trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô thường xuyên mời nhân viên ăn gà rán, thậm chí còn cho mọi người tan ca sớm. Tất cả những điều này đều là tâm huyết của Jong Hyuk. Jong Hyuk hy vọng Seji không bỏ lỡ bất kỳ cuộc vui nào. Cuối cùng vào ngày sinh nhật của Seji, Jong Hyuk đã gửi cho cô tin nhắn cuối cùng. Chức năng gửi tin nhắn mặc định chỉ có thể gửi dài nhất là 1 năm. Những bông hoa nhung tuyết Jong Hyuk tặng Seji cuối cùng cũng đã nở rộ. Anh cũng đã hẹn cô gặp lại nhau tại xứ sở hoa nhung tuyết, nhưng anh không hẹn thời gian cụ thể. Hai người phó mặc vào duyên phận, cả hai đều chăm chỉ cầu nguyện để định mệnh sắp đặt cho họ được gặp lại nhau. Lúc này Jong Hyuk cũng đã xuất ngũ để tham gia dàn nhạc giao hưởng quốc gia. 1 năm sau Seji tới Thụy Sĩ theo mong muốn của Jong Hyuk nhưng vẫn chưa được gặp lại anh. Chuyện không hẹn mà gặp quả thật là chuyện không dễ dàng. Mỗi lần Seji tới Thụy Sĩ cô đều đăng tin quảng cáo rầm rộ. Cô muốn dùng cách này để gửi tín hiệu tới Jong Hyuk, nhưng không có gì đảm bảo Jong Hyuk có thể nhận được tín hiệu. Lại 1 năm nữa trôi qua Seji lại tới Thụy Sĩ với hy vọng có thể gặp lại Jong Hyuk. Lần này tới Thụy Sĩ cô quyết định đi chơi dù lượn. Tuy nhiên khi đáp đất Seji lại gặp sự cố. Cô không cẩn thận bị chiếc dù lượn bao phủ kín mít. Sau khi thoát ra khỏi chiếc dù, Seji nhìn thấy Jong Hyuk đang đứng ngay trước mắt cô. Hai người gặp lại nhau giống như cách lần đầu tiên họ gặp mặt. Số phận đã định sẵn cho họ gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người. Seji xúc động chạy tới ôm chầm Jong Hyuk. Seji thắc mắc làm cách nào mà Jong Hyuk tìm tới được đây. Jong Hyuk nói anh lên nhầm tàu nên mới tới được đây. Lời nói này giống hệt với những lời an ủi Seji năm xưa. Đôi khi nhầm một chuyến tàu sẽ đưa bạn tới một nơi muốn đến. Hai người ôm hôn thắm thiết để giải bày nỗi nhớ nhung. Từ đó về sau mỗi năm Seji đều dành ra 2 tuần để ở lại Thụy Sĩ. Khoảng thời gian này Seji sống vui vẻ hạnh phúc bên Jong Hyuk. Bọn họ cùng nhau đi xem biểu diễn ca nhạc, cùng sống trong một ngôi nhà xinh đẹp bên hồ. Được rồi, bộ phim tới đây là kết thúc. Nhân đây mình cũng chúc những người yêu nhau có được một cái kết viên mãn. Chúc cho những người cô đơn sớm gặp được định mệnh của cuộc đời. Nếu yêu thích hãy bấm like và follow để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.